ba cụm từ này nó sẽ bắt đầu bằng chữ không và nó phải mô tả cái hành trình làm startup của anh. Ba cụm từ đó là gì ạ? Không biết, không nên biết, không thể không biết. Câu chuyện Vibe em thấy nó có khá nhiều điểm tương đồng với những cái em xây dựng về Spyroom. Ông này ông kia lên báo nó gọi 4 triệu đô, công ty triệu đô, việc gọi vốn nó vô tội vạ. Anh thấy có gì đó sai sai. Cái thành công của anh nó sẽ đo bằng cái gì? Em có từng làm mấy cái gì mà điên rồ cho cuộc sống em chưa? Tôi đang phí thời gian vào những thứ mà nó chẳng dẫn đến đâu cả. Chữ dũng khí, courage, cái chữ đó quan trọng lắm. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Người Trong Một Nghề và mình là Việt Anh. Và hôm nay thì chúng ta có một khách mời rất đặc biệt, đó là anh Chí. Anh Chí thì theo em được biết thì hình như anh là một developer đúng không ạ? Với cũng có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển sản phẩm. Đồng thời thì anh ngoài ra anh cũng là một người rất là đa tài. Theo em được biết thì hình như là anh có làm podcast này, anh có làm rapper này, thậm chí là hình như anh còn đá bóng rất là giỏi. Anh còn tập cả Muay Thai nữa, nói chung là rất rất tài năng. Thế thì hôm nay thì rất là vui, em nghĩ là anh em mình biết nhau tính ra đến nay cũng phải tính bằng năm, em nghĩ là như thế. Nhưng mà thực sự có một cái buổi nào đó để mình nói chuyện kỹ và nói hiểu nhau hơn thì em nghĩ là đây hình như là cái cơ hội đầu tiên. Thì em cũng rất vui được mời anh Chí tham gia vào talk show Người Trong Một Nghề hôm nay để nói về câu chuyện startup này, phát triển sản phẩm này. Đồng thời song song với đó là câu chuyện phát triển bản thân. Bởi vì đấy như em vừa mới giới thiệu thì anh có rất là nhiều thứ thú vị. Thì em rất vui hôm nay là được mời anh đến đây. Và anh có thể nói một vài lời để chia sẻ thêm với các bạn khán thính giả nghe cái podcast Người Trong Một Nghề được không ạ? Cảm ơn Việt Anh rất nhiều. Thì đúng như Việt Anh nói là anh với em đã biết nhau cũng khá lâu, nhưng mà đúng là tới giờ mình chưa có điều kiện để mà ngồi để nói chuyện mà dài. Thì hôm nay anh hy vọng là sẽ là một cái buổi mà mình có thể chia sẻ nhiều hơn nữa. Tại vì như cũng biết thì trong cuộc sống anh thì có khá nhiều thứ, nhưng mà ít khi nào mà nói về những thứ đó. Có thể là trên phương tiện truyền thông kiểu như social media của mình thì có để anh post một vài cái video này nọ về những cuộc sống xung quanh mình thôi. Nhưng mà chỉ là giới hạn trong một cái nhóm nhỏ như người bạn của mình họ thấy. Nhưng mà rất vui là khi có cơ hội để mà ngồi đây để mà có thể nói nhiều hơn về những cái thứ mà anh làm cho cuộc sống ở cái chiều sâu khác. Thì anh nghĩ là nó cũng sẽ thú vị cho những người nghe. Và để cho giới thiệu cho những người mà chưa biết Chí thì Chí là CEO và founder của VibeG, một cái nền tảng dành cho trải nghiệm, cũng như là Baola là một cái nền tảng học với influencers. Như vị anh giới thiệu thì Chí từng là software engineer, tức là kỹ sư phần mềm, lúc mà Chí còn sống bên Úc. Sau đó về Việt Nam thì Chí startup luôn, tới giờ là cũng 3 năm rồi. Thì đó là cái hành trình của mình trong cái công việc. Còn ngoài ra thì Chí cũng có những cái sở thích khác, như vậy anh chia sẻ là đa dạng cho cuộc sống, như là về thể thao, về sáng tạo này kia. Thì đó là một những phần mình thấy là mình vui vì nó có cho cuộc sống mình thôi, chứ không phải là cái nghề của mình. Và thật ra thì mặc dù anh nói là vui thôi, nhưng mà em nghĩ là thực sự thì những cái mà anh đang theo đuổi em thấy là anh cũng làm nó với một cái tâm thế và một cái tinh thần nó tương đối là em gọi là sao nhỉ? Tức là như em hay gọi nó là try hard ấy, cũng có vẻ rất là cố gắng và làm nên nơi trốn. Thì có thể là trong chương trình thì mình sẽ đả động đến những phần đó sau. Nhưng mà em nghĩ là trước khi bắt đầu đi thì có thể là em muốn tập trung hơn vào câu chuyện là cái hành trình làm startup của anh. Như anh có nói là bắt đầu từ 3 năm kể từ khi mà anh quay về Việt Nam. Thế thì để cho khán giả có thể quen hơn với anh Chí và biết hơn về cái hành trình này, cái quan điểm của anh về cái việc làm startup, thì có thể là em sẽ có một cái thử thách nho nhỏ dành cho anh. Anh có sẵn sàng có thử thách okay, này không? Ok, ok. Ok, vâng. Thế thì thử thách này cũng đơn giản thôi. Em có một cái... em có ba từ. Ba từ này nó sẽ bắt đầu bằng cụm từ... ba cụm từ này nó sẽ bắt đầu bằng chữ không. Và nó phải mô tả cái hành trình làm startup của anh. Thế thì ba cụm từ đó là gì ạ? Bắt đầu bằng chữ không. Để xem nào. Anh sẽ bắt đầu với chữ không biết. Cái chữ không biết này khá là thú vị. Anh có thể giải thích từng chữ trước khi anh qua chữ tiếp theo được không? Cái cụm tiếp theo. Vâng, tất nhiên là như thế lại càng tốt. Không biết là cái chữ mà anh thấy cũng khá là thú vị khi em bắt đầu làm cái hành trình này. Bởi vì thực sự là chúng ta không biết rõ là chúng ta có nên làm hay là chúng ta cần phải làm nó hay không. Và chúng đâu đó trong người mình nó có sự thôi thúc nào đó. Và anh thấy là cái hành trình startup của anh cũng vậy, là lúc đầu anh làm anh cũng không biết là có nên làm hay không. Và anh cũng không biết là anh có đủ dữ kiện để anh làm hết hay không. Và thậm chí là anh còn không biết những thứ mà anh không biết nữa. Nó là những cái điểm mù của mình. Thì anh thấy là anh nghĩ ai làm startup chắc cũng biết cái này. Tức là mình không bao giờ biết hết được mọi thứ. Nhưng mà
kiểu nào cũng phải bắt đầu thôi, tại vì có cái gì đó động lực trong mình nó khơi dậy, nó bắt mình phải làm. Thì cái chữ đầu tiên là chữ không biết. Cái thứ hai có nghĩa có thể là không nên biết. Cái này anh cũng thấy mắc cười, tại vì trong cái hành trình trải nghiệm riêng của anh trong lúc mà xây dựng đó, thì anh thấy là mình có xu hướng là mình muốn quán xuyến mọi thứ, mình muốn hầu như là biết được xung quanh mình hay là những cái mảnh miếng trong cái công ty của mình nó có cái gì. Nhưng mà đôi khi anh thấy là có những thứ mà thực sự là mình cũng không nên biết, để mình tập trung vào những thứ mà mình cần phải giải quyết cho xong. Thì anh ngày xưa cũng hay, lúc bắt đầu thì anh cũng hay cố gắng là kiểm soát mọi thứ, có thể là hỏi mọi người xung quanh về mọi thứ đang diễn ra trong công ty của mình. Nhưng mà đôi khi anh thấy nó cũng đem lại phiền toái nhiều hơn, tức là mình lại phải dành năng lượng của mình cho những thứ mà đôi khi là để các bạn tự giải quyết là cũng xong rồi, không cần phải mình. Thì anh nghĩ là có những thứ thực sự là không nên biết, nó tiết kiệm năng lượng cho mình. Tại trong cái chặng đường làm startup, anh nghĩ là cái hành trình khá là dài và đòi hỏi năng lượng mình phải bỏ ra khá là lớn, nên ra là càng nhiều thứ mà mình có thể là phó thác cho ai đó được thì nên. Cái cụm thứ ba đến nghĩ xem, có thể là không thể không biết. Tại vì thế này, anh xuất thân của anh là người làm về kỹ thuật, là software, phần mềm, coding rồi thiết kế sản phẩm, chứ anh không có những cái đào tạo bài bản về kế toán hay là tài chính hay là graphic design hay những dạng thiết kế này nọ. Nhưng mà khi anh thấy bắt đầu khi làm một cái startup á, thì cái vấn đề về tài chính nó khá là quan trọng nha. Accounting là kế toán hay là tài chính về finance, gọi vốn này nọ, những con số, những cái thứ mà nó không nằm trong cái phạm trường mà anh đã từng biết. Ngày xưa thì anh cứ nghĩ là cứ phó thác cho những người nào biết về tài chính họ làm, nhưng mà sau này anh nghĩ lại thì nó là những thứ mà mình, tất cả cái founder dù cái background của mình là gì, có thể là về phần mềm hay là background của mình về marketing, thì cũng nên biết về tài chính chẳng hạn như vậy. Và tài chính là một cái thứ mà anh nghĩ là không thể không biết, tại vì nó giúp cái người founder có thể ổn định về cái tinh thần của mình, để mình biết được những con số đang di chuyển thế nào trong công ty của mình á. Có đâu quan trọng lắm mà sau này mới nhận ra thôi, chứ cái thời gian bắt đầu một năm đầu tiên anh không có nhận ra đâu. Thì đó là ba cụm. Vâng, em thấy câu trả lời của anh, tại vì em cũng là một người làm startup ấy, thì đấy thực sự là một câu trả lời, gọi sao nhỉ, tức là nó rất là có chiều sâu. Ví dụ như em chẳng hạn, em trả lời khả năng cao của em là không tiền, không quan hệ và cũng không vui. Thực ra mọi người nghĩ là làm startup thì nó vui, nó được làm cái mình thích, mình mong muốn, nhưng mà thực sự mà nói thì em nghĩ là nó là một trong những cái hành trình gọi là đau đầu và khổ nhất. Trong nói chung mình sẽ nó gọi là roller coaster, đúng không? Lên xuống chuyến tàu, đúng rồi. Cứ lên xuống là có một ngày, ví dụ như chẳng hạn như mình vừa mới gọi vốn được, đúng không? Mình sẽ thấy ôi vui thế, mọi thứ tuyệt vời. Nhưng có khi chỉ nửa năm sau, hay là chả nửa năm sau, vài tháng sau lại bắt đầu, theo khi mà mình làm forecast về cái vấn đề tài chính xong, mình thấy ôi mình gặp những cái vấn đề kiểu có thể là đến 6 tháng nữa là mình lại mệt rồi. Thế là mình lại bắt đầu bị down mood. Nói chung là anh nghĩ không vui. Yeah. Founder như anh với em thì cái roller coaster là cái hình ảnh mà mình thấy là hầu như diễn ra khá thường xuyên luôn á. Nhiều khi mình để nó trong đầu của mình, hay là mấy người xung quanh không biết đâu, nhưng mà cái chính mình mà biết rõ lắm, là đôi khi nó đi lên đi xuống trong một cái khoảnh khắc rất là nhỏ. Nhiều khi cái roller coaster nó xảy ra trong ngày chứ không phải là trong từng tháng hay 2 tháng. Vâng, đúng rồi. Nhiều khi là nói chung buổi sáng thì rất là vui, mọi thứ cảm thấy như nó rất là trôi, nhưng buổi chiều tự nhiên có một việc gì đấy rất bất thường đến, và tự nhiên là nói chung là nó cũng rất khổ. Nhưng mà thôi, thực ra thì nói vui thì như thế, nhưng mà thực ra thì em nghĩ là cái hành trình làm startup thì nó cũng không phải là không vui, thực ra là nó vui, nó có cái vui của nó. Và cái việc mà mình quen với câu chuyện nó roller coaster đấy, cái việc mà đi lên đi xuống đấy, thực ra nó rất là thú vị, nó làm cho cuộc sống của mình nó nhiều màu sắc hơn. Đúng rồi. Chứ nếu không thì thực ra thì cũng khó có thể nói là nó hay hay nó dở, chỉ có mỗi cái là với ai đấy, ví dụ như với anh em mình thì em nghĩ là nó rất vui. Nó không vui là... tại mình chọn cuộc chơi này rồi, anh hay nói là có chơi có chịu, đúng không? Tại vì ngày xưa mình có những điều kiện làm cái khác, nhưng mà mình chọn cái này là có lý do hết và mình chấp nhận đó thôi. Em nghĩ rằng đấy là một cái câu trả lời để làm quen và hiểu về cái con người cũng như cái mindset, cái tư duy của anh Chí. Em nghĩ là mọi người, các khán thính giả nghe podcast Người Trong Một Nghề thì chắc cũng đã hiểu một chút về anh rồi. Em nghĩ là ở trong phần 2 của chương trình này thì mình sẽ đi sâu hơn một chút vào cái câu chuyện startup đi. Bởi vì dù sao thì anh em mình, như anh em vừa chia sẻ, thì cả hai đều là các startup founders, và nó sẽ có những điểm chung cũng như những cái tư duy mà em nghĩ là hơi khác biệt trong cái cách thức mình xây dựng sản phẩm và xây dựng phát triển công ty.
Theo em được biết ấy, về mặt lý thuyết ấy, thì hành trình startup thì nó có thể chia làm hai chặng đúng không? Thứ nhất là chặng từ 0 đến 1. Ừ. Và thứ hai là cái chặng từ 1 đến 10. Tóm lại từ 0 đến 1 là khi mà bạn chẳng có gì cả và bạn ví dụ bạn chỉ có một cái ý tưởng thôi, sau đó bạn phải đến một cái sản phẩm được thị trường chấp nhận. Ừ. Và sau đó thì từ 1 đến 10, tức là một giai đoạn mà thậm chí là em nghĩ ở đây là 1 đến vô hạn, vô cùng. Đúng rồi. Tức là từ khi mà giai đoạn phát triển cái sản phẩm của bạn ra rồi và bạn bắt đầu đi đến thành công. Còn thành công của mỗi người sẽ là một cái mốc khác nhau. Ví dụ một người 100, 1.000, là có người 1 triệu, 1 tỷ. Thì cái đó thì em nghĩ là 1 đến vô cùng đi. Thế thì để bắt đầu với cái giai đoạn đầu tiên thì em nghĩ giai đoạn đầu tiên là một giai đoạn rất là cốt lõi. Và mình sẽ nói câu chuyện liên quan đến 5G. Ừ. Thì đó là giai đoạn từ 0 đến 1. Thì em biết là trước khi mà anh Chí làm 5G, hình như trước đó là còn trước khi 5G là Landed Vibe hay gì đúng đó. Rồi, đúng rồi. Nhưng thậm chí là trước đó nữa thì anh có làm vị trí là giám đốc sản phẩm ở Perth. Ừ. Thế thì em nghĩ là đấy là một vị trí rất là tốt ấy. Và cái câu chuyện thứ nhất là nó tốt về nhiều khía cạnh, vì mình được làm các sản phẩm mang tầm nói chung cũng chất lượng quốc tế này. Thứ hai là mình được một môi trường em nghĩ là nó cũng chuyên nghiệp và thu nhập thì chắc là cũng tốt. Nhưng mà cái điều gì, nó có một cái điều gì thôi thúc mà khiến anh quyết định là thôi bây giờ mình không làm công việc đó nữa mà mình quay về Việt Nam và mình tập trung vào làm startup? Anh thấy nó nằm đa phần ở cái chỗ cái ý nghĩa đó em. Anh thấy nhiều người mình celebrate hay là mình đánh giá cao những người mà bỏ để đi về á. Ngày xưa anh cũng hay được nhận mấy cái đó khi mà người ta hỏi. Thì anh cũng trả lời cũng rất là thẳng thắn là không phải là vì anh chịu khó hy sinh hay là anh dũng cảm gì hết, mà vấn đề ở chỗ là trong cái khoảnh khắc mà mình làm ở bên nước ngoài, mình có mọi thứ đi, lúc đó anh có quốc tịch, anh có nhà, có xe riêng, rồi có công việc ổn định, và nói chung là nó cũng flexible, tức là thậm chí công việc anh lúc đó là anh có thể cầm cái máy và anh đi bất kỳ đâu anh làm, anh cũng không cần phải office nữa. Thì có thời gian anh dành cả mấy một tháng, hai tháng ở bên Nhật, rồi bên Chiang Mai anh làm việc ở bên đó, vừa chơi vừa làm luôn á. Nhưng mà anh thấy có gì đó sai sai, tại khi mà cái gì đó tốt quá mình thấy nó sai. Và khi mà thấy được mình được bảo vệ, mình thấy được những cái thứ xung quanh mình nó làm cho mình thấy an toàn là anh cảm giác nó sai với mình. Tại vì anh nghĩ là bản tính của anh, và anh cũng nghĩ là những người founder như em và anh, thì mình tính cách mình trong một phần mình muốn có một cái giá trị gì đó mà nó rất là mình, nó hướng tới một cái tương lai gì đó mà mình làm chủ nó, và mình xây dựng một cái gọi là cái gì đó mà có tính kế thừa. Thì một công việc để làm cho những người khác thì chắc chắn là không có tạo một cái legacy riêng cho mình được, một cái tính kế thừa lớn được. Thì anh quyết định là anh về để anh làm. Thì anh thấy cái đó đúng là một cái sự hy sinh, và nó đòi hỏi là mình cần phải bỏ cái kia để có cái này. Thì anh thấy trong cuộc sống mình đôi khi nó cũng vậy, tức là nó càng lớn anh thấy nó càng ít những cái gọi là giải pháp, nhưng mà nó nhiều hơn là cái sự nó nhiều nó mang hình thái của sự đánh đổi nhiều hơn. Anh nói là ít khi nào thấy solution mà thấy trade-off thì nhiều, kiểu như muốn được cái này thì phải bỏ cái kia để làm nó. Thì anh nghĩ cái việc anh về đây cũng là một sự đánh đổi, nhưng mà đánh đổi đó là cho một cái thứ gì đó anh nghĩ là tốt hơn cho mình, mặc dù mình biết là nó cũng sẽ có những cái chông gai đó. Nhưng mà anh nghĩ hay mình lớn, mình người đàn ông nữa, thì dĩ nhiên là mình thấy nó không có vấn đề với mình, thật sự là vậy. Mà thật ra thì em nghĩ là đấy là một cái chia sẻ rất là gọi là sao nhỉ, nó là một chia sẻ, và em nghĩ là em có rất là nhiều đồng cảm ấy. Bởi vì thực ra cái câu chuyện là khi đứng ở ngoài nhìn vào thì khi mình nhìn vào các startup founder thì thứ nhất là ok, cái câu chuyện mà một người bỏ các cái vị trí tốt để quay trở lại làm một cái gì đấy của riêng mình. Thực sự cái việc mà mình nói là tạo ra một cái gọi là legacy ấy, thì thực sự cái đó là một cái rất là khó. Thì em nghĩ là nó tương đối khó để hình dung ấy. Đặc biệt là ví dụ như nếu mình đang quen với câu chuyện là đi làm một công việc kiểu 9 to 5, từ 9 giờ đến 5 giờ. Thì thực sự để mà hiểu và nói về câu chuyện gọi là tạo ra một cái legacy, tạo ra một cái gì đó mà mình cảm thấy thực sự là hứng thú với nó, thú vị với nó, thì thực sự cái đó em nghĩ là nó tương đối là mơ hồ. Nhưng mà với cái cách giải thích, với cách chia sẻ của anh ấy, thì em nghĩ là cá nhân em cảm thấy có rất là nhiều cái điểm tương đồng. Bởi ví dụ như trong câu chuyện em làm Spy Room cũng như vậy thôi. Tức là không phải là trong quá trình làm Spy Room thì bọn em chỉ có những cái cơ hội. Em cũng là một người mà ngay từ khi mà bắt đầu về nước sau khi đi học thì em cũng ngay lập tức là nhảy vào làm Spy Room luôn. Và đấy là lý do tại sao mà như em cũng có chia sẻ đấy, nó là không tiền này, không quan hệ này, và chẳng không có gì cả. Bởi vì lúc đấy thực sự là mình là có tờ giấy trắng. Nhưng mà cái việc mà mình
muốn phát triển một cái ý tưởng và mình thực sự muốn theo đuổi nó để tạo ra một cái giá trị mà mình có thể nhìn thấy được và nó tạo ra cho mình cái niềm vui trong cuộc sống ấy, thì cái đó là cái em nghĩ là một trong cái động lực lớn nhất để khiến mình theo đuổi và mình phát triển. Và như anh nói là có thể từ phía nhiều người, người ta sẽ nghĩ rằng đấy là dũng cảm, nhưng mà với em thì em nghĩ rằng đấy là một cái mà mình làm thực sự từ cái tâm huyết và từ cái mong muốn của mình thôi. Và nó cũng không phải là một cái gì đấy gọi là dũng cảm và là gọi là ghê gớm gì đâu, mà đôi khi là nếu mình không làm đấy thì mình cảm giác như là mình không chịu được. Nó là một cái thôi thúc mà mình không thể chịu được nếu mình không làm. Thì em không biết là anh có cảm nhận như vậy không, hay là ví dụ như khi mọi người nói với anh là à ok anh thật là dũng cảm này, anh lựa chọn như thế, thì anh cảm thấy như thế nào? Anh thấy anh hoàn toàn đồng ý với em luôn á. Tại anh thấy là khi người ta nói mình dũng cảm, anh nghĩ cái đó là một phần thôi. Anh thấy dũng cảm là khi mà mình có được cái bằng chứng là mình có khả năng làm được. Nhưng mà lúc mà anh start up thì anh không có bằng chứng đó, tại vì mình chưa làm bao giờ. Thì anh thấy cái chữ dũng khí nó quan trọng hơn. Tại anh, như anh chia sẻ ngày xưa là nó có hai chữ rất khác biệt trong tiếng Anh luôn á. Một chữ là believe, một chữ là faith, và một chữ là bravery, tức là sự dũng cảm. Chữ thứ hai là courage, là cái dũng khí. Thì anh thấy là cái chữ dũng cảm đó nó dựa trên một cái belief, là một cái niềm tin, là mình có những cái chứng cứ là mình có thể làm được và mình vượt qua nó được. Còn đối với anh, nó kia làm startup, anh nghĩ là một số bạn mà làm những cái gì mà bạn chưa bao giờ làm, đôi khi nó cần cái dũng khí nhiều hơn. Tức là mình biết là mình không có đủ điều kiện, mình biết là mình chưa có đủ mọi thứ, nhưng mình vẫn phải làm, tại vì cái đó là cái tiếng gọi của mình. Anh nghĩ cái dũng khí nó quan trọng lắm. Và đối với anh coi nó là cái sự dũng khí nhiều hơn. Tại vì cuối cùng thì lúc anh bắt đầu cũng như em thôi, là tờ giấy trắng. Nhưng mà cái hay của tờ giấy trắng là mình có thể viết bất kỳ cái gì lên đó được. Mình không có một cái cuốn sổ nào phải chỉ dẫn phải làm cái gì hết, và mình hoàn toàn tự do để mình phát triển mọi thứ theo cách của mình. Vâng, thực ra nói là tờ giấy trắng thôi, nhưng mà em nghĩ là thực ra cuộc sống của mình ấy, trước khi mà mình làm một cái gì đấy thì những cái thứ mình tích lũy trước đấy một cách gọi là chủ động hay là bị động đi chăng nữa thì nó cũng là những thứ mà nó định hình lên cái con đường và định hình lên cái cách thức mình tiếp cận trong việc phát triển một cái sản phẩm. Nó là cái cây viết của em. Dạ. Anh nghĩ là vậy. Nó cười anh hay hả mọi người, là mình có thể là có một cái cuốn giấy trắng, nhưng mà những cái trải nghiệm và cái tính cách của mình hay là những cái nền tảng mình có sẵn có thể là cây viết và cái màu mực. Và lúc đó là mình cầm cái đó lên và mình biết rõ là mình sẽ viết cái gì trên đó. Thì anh nghĩ là cái đó là cái hình ảnh mà anh hay nhìn tới. Ok, em thấy đấy là một chia sẻ hết sức là thú vị. Thì mình có thể nói sâu hơn một chút về các cái sản phẩm mà anh đang xây dựng đi. Bởi vì em nghĩ là đấy là một cái ý tưởng và một cái sản phẩm mà em thấy rất là thú vị. Nhưng mà thực sự là em cũng chưa thực sự hiểu quá nhiều đâu về cái vision này, cái tầm nhìn của anh Chí cho cái sản phẩm như vậy. Vậy thì anh có thể giới thiệu một chút về Vibe Tree hay là gần đây là Bao La đúng không ạ? Ý tưởng của Vibe Tree và Bao La thì nó xuất phát từ đâu? Và bản chất là anh đang hướng đến điều gì ạ? Ok, thì Vibe Tree đến giới thiệu cho mọi người với việc anh luôn là nó là một cái nền tảng, nó một cái platform dành cho trải nghiệm. Thì nó cũng giống như là Airbnb, như là người ta cho thuê nhà này kia thôi. Thì anh là cho mọi người đăng tải những cái hoạt động trải nghiệm, những ai mà có tài lẻ hay là những cái quán bar hay là những cái retailers, là những người nào mà có những cái gì hay, họ có thể là đưa lên đó dưới dạng một trải nghiệm. Thì những người khác có thể thấy và book, tức là đặt chỗ rồi đến và làm với người khác, đến làm với những người mà tạo ra những cái đó. Thì nó là cái nền tảng, thì nó có những người đăng lên và có những người tham gia để trả tiền và làm mấy cái đó. Thì anh kết nối với nhau lại, mọi người với nhau như vậy lại, thì nền tảng của anh sẽ lấy 20% commission hoặc là 30% tùy vô cái hoạt động, và mình sẽ kinh doanh dựa trên đó. Thì Vibe Tree nó là một cái câu chuyện bắt đầu từ cái việc là anh rất là thích trải nghiệm. Như anh và em có biết nhau là em có biết là anh cũng thích làm rất là nhiều thứ xung quanh cuộc sống của mình đúng không? Thì cái ý tưởng nó bắt đầu từ việc là anh cũng có sở thích là anh muốn đi tìm những cái thứ xung quanh mình để làm. Và anh nghĩ là hiện giờ vẫn còn, lúc mà anh bắt đầu thì chưa có hoàn toàn, chưa có một cái ở Việt Nam hay là tầm Đông Nam Á, mình chưa có một công ty nào thực sự làm những cái thứ mà nó giống như thế này, mà thiên hướng của nó về những cái tour du lịch trải nghiệm, những cái tour nói chung là về cái thị trường du lịch nhiều hơn. Nhưng mà những cái thứ mà rất là xung quanh mình luôn á, như là ở một quán cà phê mình thích, có thể làm được những cái hoạt động về cà phê hay không thì anh chưa giờ thấy hết. Thì anh muốn là phát triển nó dựa trên cái đó, tức là đưa những người bất kỳ khả năng, có tài lẻ hay là có kiến thức gì đó, họ có thể host những cái trải nghiệm như vậy. Thì đó là đến từ cái sở thích mong muốn riêng của anh.
Còn bao la là một cái dự án tiếp theo của anh khác với YG, tại vì bao la là cái thời gian mà dịch giả vừa rồi đây, khi mà mọi người bị lockdown á, thì cái thị trường trải nghiệm hầu như không có xảy ra được. YG á, bản thân nó là ngày xưa là bắt đầu dưới cái tên Landed Vibe, là dành cho thị trường trải nghiệm du lịch nhiều hơn. Sau đó thì Covid thì du lịch không có nữa, thành ra tụi anh phải pivot, tức là thay đổi thành YG và phục vụ cái thị trường nội địa của mình, là những người xung quanh một thành phố có thể làm cái gì trong thành phố của họ. Nhưng mà cái lúc mà cái dịch lockdown xảy ra thì thậm chí những người local, những người trong thành phố lại không có làm được, tại đâu có ai ra ngoài được đâu. Thì một cái nguồn doanh thu nó lại bay mất đi. Thì anh phải có một cái chiến lược khác thì mới phát triển được bao la. Tại vì anh nghĩ là cái thị trường học online lúc nào nó cũng ở đó, lúc nào người ta cũng có thể sẵn sàng làm được, và nó không có bị ngăn cách với những cái vấn đề về Covid này kia. Thì lúc đó thì YG có một số liên hệ với những người dẫn dắt, những người host mà họ mang cái tầm là influencer, thì anh mới quyết định với team là tách họ thành một cái dự án riêng bao la. Và nó ngày xưa YG thì nó mang cái tính giải trí nhiều hơn, thì anh muốn là những người đó khi qua bao la thì nó mang tính học thuật nhiều hơn, và quyết định anh chọn cái tên bao la để mọi người có thể dẫn dắt những cái thứ mà nó liên quan tới việc phát triển bản thân, rồi tìm hiểu về những cái thứ xung quanh trong cuộc sống của mình thông qua, bằng cách là học từ những cái người influencer như vậy. Thì đó là cái lý do tại sao anh tách hai cái ra, và tại sao hai cái cùng có cùng sự hiện diện của nó bây giờ. Và cả hai đều nó cùng một cái mission của anh thôi, nó cùng một cái sứ mệnh của anh là mình muốn học nhiều thứ xung quanh mình. Thì YG là học những cái thứ rất là thường ngày, bao la thì học những cái thứ mà nó mang tính phát triển bản thân nhiều hơn. Đều giống nhau, nhưng mà chỉ khác là hai công ty và hai cái thị trường khác. Vâng, em thấy khá là thú vị vì cái câu chuyện YG em thấy nó có khá nhiều điểm tương đồng với những cái em xây dựng về Spy Room, tức là người bình thường chia sẻ những câu chuyện bình thường, những cái trải nghiệm, những thứ mà người ta đúc kết được, nó không cần phải quá làm. Ví dụ như bạn không cần phải là một người nổi tiếng, hay bạn không cần phải là một ai đấy, thậm chí là bạn là một người ẩn danh, bạn vẫn có thể chia sẻ những cái thứ mà có ý nghĩa và người khác cảm thấy có ý nghĩa. Thế thì em nghĩ là nó rất là tương đồng với cách thức của em khi mà làm Spy Room và cái định hướng của em về câu chuyện phát triển cộng đồng. Nhưng mà thực sự thì với bao la thì em nghĩ là hơi khác một chút. Bao la thì em nghĩ là nó sẽ tập trung nhiều hơn vào những người nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng. Thế thì em không biết là có cái tiêu chí hay là có một cái gì đấy để anh lựa chọn những người tầm ảnh hưởng này không? Ví dụ như là nó dựa trên cái bằng cấp này hay là bất cứ cái yếu tố gì không ạ? Thực ra là khi mà mình nói influencer thì mình hay nghĩ tới những người nổi tiếng, mà anh nghĩ là một số người cũng không có nổi tiếng đến vậy, nhưng mà họ giữ những cái chìa khóa tới những thứ rất là hay. Thì anh hay gọi họ là thinkfluencer, kiểu như influencer mà cộng đồng nhỏ, nhưng mà họ có một cái gì đó chi phối cái lĩnh vực riêng của họ. Thì cái tiêu chí của anh trên bao la thì anh không chọn người dựa trên sự nổi tiếng. Tất nhiên thì cái cộng đồng của họ có thì nó cũng là một cái lợi thế, bởi vì nó mang tới cái giá trị về sự tin tưởng. Nhưng mà cái đầu tiên anh tìm đến là cái độ khác biệt của họ trong cái cách mà họ xây dựng cái nội dung của họ. Nó có một cái ý nghĩa gì đó, nó lớn lao, nó có phù hợp với lại cái định hướng mà anh đang xây dựng hay không. Cái thứ hai là cái vibe của họ có gần gũi hay không. Và cái thứ ba nữa là anh muốn là họ phải có chịu đưa ra những góc nhìn mà nó khác biệt với những gì mà họ hay thường làm. Tại vì những gì anh muốn đưa lên bao la là những thứ mà chỉ tìm được trên đó thôi. Và chính vì nó khác biệt cho nên người ta mới muốn tìm tới bao la hơn là những cái nội dung hay những cái channel khác. Thì cái đó là những cái tiêu chí mà anh lựa chọn. Trên nền tảng bây giờ thì anh thấy những anh có thể liệt kê giống như là gọi là influencer mà top luôn, thì anh nghĩ là The Present Writer, anh nghĩ là có thể được xem là một trong những influencer tốt nhất hiện Việt Nam bây giờ, hay là nổi tiếng nhất Việt Nam bây giờ. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có những người, thí dụ như em trai của anh đi, Lê Cao Cường, nó là sport scientist, là nhà khoa học thể thao, và có thể là nhà khoa học thể thao duy nhất của Việt Nam bây giờ mà được chứng chỉ của quốc tế. Thì nó vừa có chiến dịch rất là thành công với lại U23 Việt Nam ở bên đất Campuchia vừa rồi. Anh thấy em của anh nó cũng có cái hay của đó là mặc dù không phải là influencer mà có cộng đồng như là mấy trăm nghìn người, nhưng mà trong lĩnh vực thể thao nói chung á, hay là lĩnh vực bóng đá nói riêng á, thì khi nó nói cái gì thì mọi người thường phải nghe dạng như vậy, tức là nó giữ những chìa khóa tới những cái ý tưởng rất là hay. Thì anh nghĩ cái đó là những cái khía cạnh mà có thể đem lên bao la được, dưới dạng là thinkfluencer, tức là không phải có cộng đồng lớn nổi tiếng này kia mà vẫn có những cái chủ đề rất là hay, nhưng mà vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định trong cái lĩnh vực và chủ đề của họ. Thì đó là tiêu chí chính.
Chắc đấy cũng là lý do tại sao mà em lại chợt nhớ ra hồi trước là suýt nữa là anh em mình cũng làm một cái workshop hay một cái chương trình ở trên vai Em, mà trên Bao La anh rồi. có anh có nhớ anh có mời em mà em bận không có làm được. Anh nghĩ là em cũng nên Vâng tham gia. vâng em để em tham khảo, tại vì thực ra một phần là bận, phần thứ hai là em sợ không đủ, gọi là cũng không tự tin lắm 100%, nói thực tế là như thế. Nhưng mà không sao, em nghĩ là với buổi thăm gọi là trao đổi ngày hôm nay thì có thể biết đâu trong thời gian sắp tới thì mình sẽ chia sẻ một cái gì đấy ở trên Bao La. Vì thực ra cái mà em nghĩ là cái mà thú vị nhất khiến cho sau khi nghe anh chia sẻ và thôi thúc mình là ok mình sẽ chia sẻ những cái mà mình biết ra, là bởi vì thực ra em nghĩ cái hay ở đây là giống như anh nói là nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng, và bạn không nhất thiết phải là một bạn gọi là gì, bạn chỉ là một người cầm nắm giữ một cái chìa khóa đến một cái khía cạnh nào đó mà. Và em thì em nghĩ là với cá nhân em chẳng hạn như cái hành trình làm Spy Room này, hành trình gọi là phát triển cộng đồng này, từ trước đến nay em nghĩ là cũng có rất nhiều thứ thú vị mà nếu chia sẻ ra thực sự thì có thể nó sẽ đem đến một cái giá trị gì đấy cho người nghe, và giúp có thể là cái hành trình chẳng hạn như các bạn ấy phát triển cộng đồng và phát triển sản phẩm nó sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ đạt cái hiệu quả cao hơn, hướng đến những cái điều tốt đẹp hơn kiểu như vậy. Thì ok, em nghĩ là bây giờ chắc là trong tương lai có khả năng anh em có thể Như sẽ nghĩ về anh câu nghĩ về chuyện. cái việc mà phát triển cộng đồng thì anh nghĩ em rất phù hợp luôn á, và em có rất là nhiều cái khả Vâng. năng và kiến thức về cái chuyện đó, thì anh nghĩ là sẽ không vấn đề gì đâu. Thôi nói chung là để em cố gắng sắp xếp, đợt này cũng hơi căng quá. Ok, Ok. Chúng ta đã vừa nói đến về câu chuyện về sản phẩm Vibe Bao La, em nghĩ là đấy là một cái ý tưởng rất hay. Thực ra thì và em rất là hy vọng là nó sẽ thành công và nó tạo ra là hiệu ứng mạnh ở trong trong cộng đồng, bởi vì thực sự nó hướng đến những điều tốt đẹp và cái đấy là cái quan trọng nhất khi mà mình làm tất cả các sản phẩm mà có thiên hướng giáo dục. Thì em muốn hỏi một chút câu này thì nó sẽ hơi thiên về cá nhân anh thôi. Đó là bởi vì anh đã từng có cái kinh nghiệm là làm phát triển sản phẩm, làm giám đốc phát triển sản phẩm ở một cái công ty bên Úc. Vậy thì cái việc mà ví dụ bây giờ thì anh lại đương nhiên là anh là CEO và founder CEO thì anh cũng dành rất nhiều thời gian để phát triển sản phẩm Vibe và rồi là Bao La. Thế thì có sự khác biệt nào không ạ? Khác biệt giữa việc mà tự xây dựng một sản phẩm từ một công ty startup với cái việc mà xây dựng sản phẩm cho một cái công ty lớn chẳng hạn. Anh thấy có khác biệt á, khác biệt cũng khá khá là nhiều phương diện. Anh nghĩ cái đầu tiên là có thể là về cái tài nguyên và nguồn lực. Khi mà mình làm cho một công ty thì thường là những công ty mà mang tới tầm corporate, tức là đã lớn rồi, thì cái tài nguyên của họ rất là nhiều. Mình cần cái gì thì xung quanh cũng có đủ. Có thể thiếu cái này thì em có thể nhờ bên đây, có thể thiếu kia mình nhờ bên kia lắp ghép vào cho nó xong. Và mình có những người quản lý những tiến độ phát triển của mọi thứ. Ở startup thì anh nghĩ là nó có giới hạn về nguồn lực, trừ khi là em được funding rất là lớn và có thể là đem về một cái đội ngũ có thể 20 người chỉ ngồi trên một cái sản phẩm thôi thì nó khác. Nhưng mà khi mà em có chừng 4-5 người trong một sản phẩm thì nó là câu chuyện khác. Thì mỗi người phải phải đặt nhiều cái nón lên cho họ, tức là phải trong tiếng Anh gọi là have different hats on on their head. Thì anh thấy ở trong startup thì cái đặc thù của nó là không có nhiều cái lựa chọn và không có nhiều cái tài nguyên lắm, thì mình phải cố gắng mình dịch chuyển cái cách mình tiếp cận cái sản phẩm. Và cái khác biệt thứ hai nữa anh nghĩ là khác biệt về cái thế này, tức là khi mà em làm sản phẩm cho người khác thì nó là về cái định lượng và cái tầm nhìn của người khác. Còn khi mà em làm cho mình, như nhất là khi anh xây dựng sản phẩm cho chính công ty của anh đó, thì cái thứ mà anh có thể thấy là mình thấy vui nhất là mình có thể kiểu như là có được cái sự quán xuyến của toàn bộ mọi thứ, cái sự quyết định về cái việc là cái sản phẩm mà sẽ đi thế nào, nó phát triển như thế nào và nó sẽ là gì. Thì lúc đó thì khả năng bay bổng của mình sẽ cao hơn. Và nhất là tính của anh thì anh thích những cái gì liên quan tới nghệ thuật, và tính anh cũng khá là bay bổng, nên ra là khi mà anh thiết kế cái sản phẩm thì nó cũng mang cái màu sắc của mình và mình thấy vui vì chuyện đó hơn. Thì thật ra nếu em hỏi những người nghệ sĩ mà khi họ phải viết nhạc cho một cái tập đoàn hay công ty nào đó, ví dụ như là họ làm cho một cái nhãn hàng, một cái nhãn cái record label này, như là Universal hay là Billboard, họ làm cho những bên đó đi, thì dĩ nhiên là họ không không thích bằng cái việc là họ tự độc lập và sáng tác những cái thứ riêng của họ. Thì anh nghĩ cái đó là một cái thứ mà anh nhận ra. Nó là một câu trả lời rất là thú vị, và em nghĩ là từ góc nhìn của em thì đương nhiên là em cũng tức là em sẽ hơi khác với anh một tí, là em chỉ tập trung vào câu chuyện làm startup và chỉ xây dựng sản phẩm mình từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ. Thật ra là thế, em cũng khoảng thời gian ngắn đi làm bên ngoài nhưng mà nó cũng không không quá liên quan đến câu chuyện gọi là phát triển sản phẩm hay là làm những cái gì đấy thực sự là
của mình. Thế thì thực sự em cảm thấy là đấy là một câu hỏi và một câu trả lời. Thực sự nó cũng cho em rất là nhiều cái kiến thức, những cái insight rất là thú vị. Thì nhưng mà em nghĩ là từ cái câu hỏi đấy thì em lại thấy nó nảy sinh một câu hỏi khác của em, là rõ ràng vừa nãy anh cũng có đề cập đấy, là câu chuyện nếu mà trừ trường hợp mà bạn có rất nhiều tiền đúng không, bạn gọi vốn được hay gì đấy, thì thực ra trong startup thì thông thường nó mọi người cũng rất quan tâm, em nghĩ là các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ đi, thì các bạn rất quan tâm đến câu chuyện gọi vốn. Ngày xưa mình nhớ là lúc em mới làm startup ấy, thì trên báo nào là gọi vốn triệu đô này hay là cái gì gì đấy. Thực ra sau một quãng thời gian chẳng hạn như mình bây giờ thì thực sự em nghĩ là cái đấy nó không còn là một cái gì đấy mình cảm thấy là wow, như cả một cái thành tựu ấy. Đúng rồi. Tức là lúc mình làm startup lúc bắt đầu ấy thì mình cảm giác là ok, ông này ông kia lên báo nó gọi 4 triệu đô, công ty triệu đô, tỷ đô gì gì đấy, nghe nó thực sự là một cái thành tựu. Nhưng mà sau đó thì mình cũng theo dõi, mình quan sát thì mình thấy là đôi khi cái câu chuyện mà gọi vốn đi nó không phải là cái lời giải cho những cái vấn đề cốt lõi. Và đôi khi cái việc gọi vốn nó vô tội vạ hoặc là nó không chính xác, thì thậm chí nó còn tệ cho cái hành trình phát triển của mình. Thế thì không biết là đấy là mindset và suy nghĩ của em về chuyện đó nhé. Thế với anh thì sao ạ? Câu chuyện gọi vốn của anh, hay là có cái gì mà anh có thể chia sẻ về cái quan điểm này được không? Anh thấy cũng khá giống em mà cái nhận định đó, tức là anh không bị chi phối bởi cái việc là gọi vốn nó là cái phần kết thúc của cái gì đó, và nó giống như là một cái đóng lại một cái chapter mới hay gì đó, đóng lại một cái chapter cũ. Đối với anh nó là một cái sự bắt đầu của mọi thứ mới, và việc gọi vốn được nó cũng đến với việc là mình có những áp lực khác đè lên, và chưa chắc là khi gọi vốn được là mình sẽ thành công. Và anh thấy là cái này thì chắc là mọi người nếu mà theo dõi cái thị trường startup trên thế giới hay là Việt Nam cũng biết rồi, thì không phải là cứ gọi 1 triệu đô, 2 triệu đô hay 5, 10 triệu đô gì đó là thành công. Anh nghĩ cái thành công của startup như em nói là nó đến từ cái vấn đề cốt lõi hơn, tức là liệu một ngày mình không làm cái startup mình nữa thì mọi người có thấy thiếu gì đó hay không. Là nó có bản thân nó có được mọi người thực sự thích và người ta muốn dùng nó, và người ta thấy là cuộc sống họ tốt hơn khi họ dùng cái sản phẩm này hay không. Thì anh nghĩ cái giá trị cốt lõi đó là nó rất là quan trọng. Nó cho mình thấy là vấn đề tiền cũng không giải quyết được cái đó. Nó phải được giải quyết bằng cái việc là cái đội ngũ sáng lập, cái người founder phải thực sự rõ họ muốn làm cái gì và họ sẽ đi như thế nào. Thực ra thì có tiền thì nó sẽ tốt hơn thôi, nhưng mà nó, như em nói, nó không giải quyết được cái vấn đề đó của mình. Mình có tiền mà mình đi sai hướng hay là bị áp lực của những nhà đầu tư để làm những thứ mà nó sai với lại cái mong muốn của mình thì nó cũng không hẳn là cái tốt. Bản thân anh thì thậm chí là có gọi vốn được thì như anh nói, như em cũng chia sẻ là mình cũng không cảm giác là nó vui tới vậy. Mình thấy là thực sự là trước mắt mình nó còn nhiều thứ để giải quyết hơn nữa. Và thậm chí là cái vòng vốn pre-seed đầu tiên của anh mà nhận được á, anh nghe cái tin đó với tâm trạng rất bình thản, kiểu như là ok, nó đã diễn ra và đã diễn ra thôi, chứ anh cũng không có nghĩ là ok mình ăn mừng hay cái gì đó. Anh thấy nó rất là bình thường luôn. Thì cái đó là khi mà thực sự khi làm startup thì chúng ta sẽ thấy nó diễn ra từ từ, nó không giống như là khi mình chưa làm mình nhìn vào thì mình thấy nó vậy thôi, nhưng mà lúc mình làm thì sẽ khác. Nhưng em nghĩ là vẫn nên ăn mừng đấy. Thực ra đó cũng là một cái thành tựu mà, tức là dù sao thì đối với em là thế nhá. Tức là em nghĩ là cái hành trình làm startup thì có thể là mình sẽ không qua rất là nhiều cái cột mốc, và đôi khi mình sẽ phải có những cái celebration nhỏ nhỏ để mình vui vẻ. Thứ nhất là không phải với mình đâu, mà có khi với đội ngũ, với anh em nữa, mọi người cũng sẽ nhìn thấy và cùng một hướng, cảm thấy là ok, đang đi đúng hướng và nó là một cái gì đấy thú vị. Thế đấy là quan điểm của em. Hoặc là đối với anh thì maybe là vì cái đấy dễ quá nên là chả cần phải ăn mừng. Cũng khó đó. Có thể là... Nhưng mà nhiều khi cũng có thể là... mà nhiều khi nó vậy. Kiểu em có biết là giống như là em học trong cấp 1, cấp 2 vậy, em cố gắng em học đã, xong cái em được hạng nhất cũng chẳng, em không quan tâm đâu. Kiểu như là đưa lên giải thưởng mình thấy cũng chẳng thấy gì hết, đúng dạng như vậy. Chứ mà có thể là mình cố gắng nhiều quá xong rồi tới lúc đó mình thấy nó bình thường. Nhưng mà những người ví dụ hạng 30 họ nhìn ra nó này hay quá ta, được mong muốn được như vậy. Nhưng mà anh thấy nó có những hình thái rất là khác biệt mà khi mà mình trong cái câu chuyện đó mình thấy nó như vậy. Nhưng mà anh đồng tình với em luôn á, là nếu mà mình có khả năng để mà mình celebrate những cái success nhỏ nhỏ, những cái thành công nhỏ nhỏ nó cũng rất là tốt. Tại nó tốt cho cái trí não của mình, cho cái sự yên bình của mình một chút nào đó. Tại không phải lúc nào mình cũng cần phải đến dòng bão để mà mình thấy được mình đang phát triển, đúng không? Vâng, đúng rồi. Em nghĩ thế. Mà thực ra kiểu để đi được đường dài ấy, thì chắc chắn là mình cần những cái gọi là chạm xăng ấy. Đúng rồi. Để mình nạp năng lượng tí. Và đôi khi là những cái đấy nó sẽ mình có thể không để ý đâu, nó vô hình thôi, nhưng mà nó lại giúp mình rất nhiều trong cái quá trình đi đường dài.
Nhân nói về câu chuyện đi đường dài ấy, thì em nghĩ là mình thì đều hiểu, ví dụ với cương vị là gọi là startup founder ấy, thì mình đều hiểu là đấy là một hành trình mà nó rất là nhiều thử thách và đôi khi là nó cũng nhiều rủi ro ấy. Và đương nhiên là nó sẽ có những cái giây phút mà như em nói là roller coaster đúng không? Lúc lên thì có lúc rất 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 xuống, mất phương hướng luôn, mất định hướng, nói chung tất cả mọi thứ cảm giác như là nó chống lại mình. Em làm Spiral cũng thế, có những cái giai đoạn mà ví dụ như là thực sự là tiền không có này, hướng đi không có này, cái cách thức để tạo ra tiền không có này, đội ngũ thì mặc dù rất là tâm huyết nhưng mà thực sự thì nếu mà tài chính các thứ không ổn thì cũng rất là khó, hoặc là hướng đi không ổn thì cũng khó. Thì đấy là từ góc nhìn của em với Spiral. Nhưng mà với anh thì sao ạ? Cái trải nghiệm của anh khi làm Bao La này, với làm YG đi, em nghĩ YG nó sẽ dài hơn và cả Bao La nữa, thì anh có những cái giây phút nào mà anh cảm thấy nó mất phương hướng không, và anh giải quyết về vấn đề đấy như thế nào? Anh thấy là cái cảm giác mà mình try hard nhưng mà có nhiều thứ nó vẫn không trong cái tầm kiểm soát của mình hay là cái ý định của mình, thì anh nghĩ là nó cũng diễn ra khá thường xuyên á, không phải là lạ đâu. Nhiều khi mình không muốn nói đến thôi, nhưng mà khi nói đến rồi mình thấy là thực sự là bản thân mình cũng thấy là có những thứ mình không kiểm soát được. Chẳng hạn như anh cố gắng rất nhiều để đem về những cái mục tiêu kinh doanh cho Vachi chẳng hạn đi. Đầu năm ngoái có những cái hợp đồng mà anh có thể làm rất là tốt trong năm ngoái, nhưng mà cuối cùng thì dịch nó xảy ra và cái đó là cái thứ mình không kiểm soát được. Và tụi anh thật sự là underperform tới hơn 40% trong năm ngoái. Nhưng mà anh nghĩ lại thì có những thứ như vậy mình đâu có nói được gì đúng không? Nó là những thứ mà mình không kiểm soát được và mình phải chấp nhận nó. Cái quan trọng là trong những cái thời khắc như vậy thì mình có chịu để mà mình thay đổi hay không. Thì anh nghĩ cái đó là cái phần quan trọng với anh. Cái phần mất định hướng đối với anh thì thường nó cũng không có xảy ra nhiều, tại vì anh đã có một cái sứ mệnh và một cái tầm nhìn riêng của mình, nó khá là rõ đó. Anh biết là bất kỳ công ty nào anh tạo ra thì nó cũng chung một cái sứ mệnh với lại sứ mệnh trong cuộc sống của anh. Thì nếu mà Vachi nó không làm được tốt và nó bị ngăn cản bởi những cái gì đó, hoặc là có những cái trở ngại nào đó là mà làm nó không phát triển được, thì anh vẫn có thể tạo ra một cái khác mà nó cũng tiếp tục cái sứ mệnh đó và làm nó làm đúng hơn, làm tốt hơn. Thì như anh chia sẻ là cả Vibe và Bao La đều là dùng chung một sứ mệnh của anh. Và khi mà Vibe có vấn đề thì Bao La nó xuất hiện để mình đã giải quyết cái vấn đề mà Vibe đang có. Thì anh nghĩ là khi mà mình có được một cái bức tranh rõ ràng về cái sứ mệnh của mình, cái tầm nhìn của mình đó, thì anh nghĩ là cơ hội nó xung quanh mình rất là nhiều và mình có thể bằng cách nào đó là lúc nào cũng có thể đưa ra những cái gì đó để mà thì cái đó là không phải là vấn đề của anh nha. Vấn đề của anh thì như anh chia sẻ là đôi khi có những thứ mình không kiểm soát được, nó vẫn xảy ra hoài, và đôi khi nó làm mình thấy bực mình, thấy mệt mỏi chẳng hạn như vậy thì có, nhưng mà mất định hướng mà mất phương hướng hoàn toàn thì anh không có cái trạng thái đó. Em nghĩ là đấy là nó lại hướng đến một cái thắc mắc, em nghĩ là thắc mắc này không phải của em, nhưng mà nó là thắc mắc em nghĩ là của chung rất nhiều bạn trẻ. Đó là câu chuyện anh cũng có nói đấy, anh có đề cập đến ấy, là tìm ra được cái sứ mệnh của mình. Thế thì sứ mệnh này thì nghe nó thực sự rất là một cái gì đấy, nghe nó đã to tát rồi, nó lớn. Thế thì em cũng không biết là với cá nhân anh thì cái việc anh tìm ra cái sứ mệnh này thì có cách thức nào không, hay là cái hành trình của anh để tìm ra cái đấy là gì? Anh nghĩ là mình phải cần phơi nhiễm mình với rất là nhiều cái trạng thái trong cuộc sống mình luôn á. Bản thân anh thì cho phép anh được trải nghiệm khá là nhiều, trong khi những người bạn xung quanh anh ngày xưa lúc mà bên Úc á, thì họ làm ra tiền thì thường là một là saving, hai là sẽ dành cho những cái cuộc vui chơi, ăn uống gì này đó ở trong cái cuộc sống của họ. Nhưng mà thường tiền của anh dành ra thì anh lại dành cho những cái chuyến đi của mình, và anh cho phép mình thử rất nhiều thứ trong cuộc sống mình luôn. Thực ra nếu mà những người xung quanh anh đều biết là anh là cái người mà không có bỏ gì, khi mình thấy được anh muốn làm gì anh sẽ cố gắng làm cho được. Chẳng hạn như là qua Thái Lan đi, và họ có thể cho anh một đống những cái món ăn, thậm chí là côn trùng, nhện, rắn rít gì đó, và thường thì mọi người sẽ né nhưng mà anh cũng sẽ ăn. Thì mọi người xung quanh hay nói là chỉ ăn cái gì cũng được, quăng nó cái gì nó ăn cái đó. Thì anh thực sự là cái đó không phải là vì anh có sự dũng cảm lớn như vậy, nhưng một phần là vì anh luôn tò mò là làm sao để mình thấy được những khía cạnh cho cuộc sống của mình nhiều nhất có thể, thì nó phải thông qua những thứ mình sẽ ăn, những cái gì lạ nhất mình có thể làm. Chính từ cái đó thì cái việc mà mình muốn cái gì, mình biết mình muốn cái gì trong cuộc sống mình, nó sẽ rõ hơn. Giống như là việc mà nguyên một cuộc đời của em chỉ ăn một trái táo thì em chỉ biết là trái cây ngon chỉ trái táo đó thôi, nhưng mà nếu mà em ăn tất cả các dạng trái cây khác đó, thì em sẽ biết ok đây là
là cái trái cây mình muốn ăn. Và từ từ em sẽ biết là ok, mình muốn trồng cái vườn như vậy, đó cái sứ mệnh mình trồng cái vườn trái cây đó chẳng hạn như vậy. Thì em nghĩ là cái việc phơi nhiễm mình với những cái tương tác xã hội, những cái trải nghiệm cuộc sống nó quan trọng kinh khủng lắm. Thì nó là cái thứ mà nó giúp anh định hình được là anh muốn cái gì cho cuộc sống. Nhưng mà anh vẫn là một người khá là theo cái chủ nghĩa hiện sinh. Anh luôn tin đó là thực ra những cái gì sứ mệnh của mình hay những cái gì mà anh nghĩ anh là anh, nó cũng chưa có phải là viết lên đá. Tại vì một cái triết gia rất là thích là Soren Kierkegaard, thì ông cũng nói là cái bản thể của mình nó chỉ là một bản thể của những bản thể thôi. Thì mình luôn luôn là trong cái trạng thái là hướng về phía trước và sẽ thay đổi nó bất kỳ lúc nào, liệu làm cái muốn hay không thôi. Thì anh cũng nghĩ vậy, anh nghĩ là có thể 10 năm nữa anh sẽ thay đổi cái góc nhìn mình, có thể là cái sứ mệnh mình sẽ thay đổi và mình sẽ thay đổi. Nhưng mà những gì mà đang diễn ra bây giờ thì nó vẫn là những gì mà nó đúng nhất với lại cái mình đang muốn xảy ra cho cuộc sống. Cho nên anh cũng không nói mọi thứ là nó giống như là nó viết lên đá và nó sẽ như thế này cho đến 30-40 năm nữa. Anh không nghĩ vậy. Ừ, em hiểu. Vậy thực ra là câu chuyện ở đây là chúng ta phải trải nghiệm nhiều hơn và chúng ta sẽ có nhiều cái góc nhìn hơn. Đấy là em đang hiểu. Và phơi nhiễm mình với những thứ mà có thể là mình sẽ không nghĩ là nó sẽ có, gọi là nó sẽ xảy ra và những thứ mình sẽ thử. Thực ra em cũng là một người như thế. Anh nói thì em mới nhận ra. Thực ra em là người rất open với những thứ mà mới mẻ. Em cũng là người giống như anh, bạn bè anh nói, cũng là loại ăn gì cũng được. Cho gì là ăn cái đấy. Em từ bé đã thế, bây giờ em vẫn vậy, vẫn ăn đủ các thể loại trên đời. Thì em nhận thấy là đúng, thực ra khi anh nói như vậy em mới nhận ra là rõ ràng là mình tìm ra được cái mình thích, hay tìm ra được cái mong muốn, kết nối được những cái thứ mà nó không liên quan, nó không hề liên quan đến nhau. Thực ra là thông qua những cái trải nghiệm hay cách thức mình tương tác trong những cái trải nghiệm quá khứ. Thì đấy là một cái điểm mà em rất là đồng tình và em nghĩ là nó rất là hay. Mà em có từng làm mấy cái gì mà điên rồ cho cuộc sống em chưa? Ô, em làm nhiều chứ. Em làm rất nhiều. Thực ra em là một người, em nghĩ là cũng tương đối giống anh trong cái điểm là em cũng làm rất nhiều thứ, đúng không? Em cũng từng tập thể thao, em cũng có chơi, tức là cũng có martial arts, cũng có tập võ, em tập boxing. Nói thế không phải là để anh em mình sparring nói chứ tại em nghỉ lâu hết rồi. Rồi em cũng làm nhạc, cũng chơi, tức là cũng chơi sáng tác này, rồi hát, và nói chung cũng rất là nghiêm túc với câu chuyện âm nhạc này nọ, và em cũng đi đây đi đó, rồi trải nghiệm, cũng làm những thứ rất là crazy, rất là điên rồ. Cũng ăn những thứ mà em nghĩ là nói ra người bình thường nhiều khi người ta có thể nhăn mặt, người ta thấy ôi sao lại kinh thế, sao lại có thể như thế được, vân vân. Thì em thấy là nó tăng cái tolerance, cái sức chịu đựng của mình. Đúng rồi. Trước những cái thứ mà nó gọi là gì, những cái thứ mà nó không thể ngăn, tức là không thể đề phòng được ấy, tức là không thể nghĩ được trước. Chẳng hạn như cái câu chuyện là như anh vừa đấy có chia sẻ câu chuyện về dịch đi. Dịch Covid thì thực ra ai mà có thể hình dung được một cái thay đổi lớn như thế, thế giới nó có thể diễn ra trong cái đời sống của mình, và nó làm đảo lộn hoàn toàn những gì mình đang làm. Thế thì nếu mà mình không phải là một người cho mình cái sự thoải mái trong việc tiếp cận những cái thứ unexpected, những cái thứ mà không thể ngờ tới, thì em nghĩ là rất khó để có thể trở thành một cái người mà có khả năng ứng biến tốt, đặc biệt là trong cái xã hội ở thời điểm hiện tại. Em nghĩ là nó càng ngày càng đi theo cái xu hướng như thế. Chính xác. Anh nghĩ là vùng an toàn có tính giãn nở. Thành ra những người nào mà vùng an toàn của họ mà giãn nở đủ và nó đủ to thì những cái biến cố xảy ra thì họ cũng dễ quán xuyến hơn. Đó là lý do tại sao mà em học võ, anh cũng nghĩ là em sẽ biết là những cái bài tập hay nhất là khi mình rất là mệt rồi. Những cái người trainer giỏi họ sẽ đưa mình vô trạng thái là mệt không còn sức nữa, rồi bắt đầu mới thực sự là tấn công mình và làm cho mình lên bờ xuống ruộng. Bởi vì cái khoảnh khắc sống còn đó, khi mình không còn cái gì đó nữa, mình rất là mệt rồi đó, mình vẫn phải cố gắng thủ, cố gắng làm những bài tập đó, thì nó tăng cái vùng an toàn mình rộng ra, cái sự chịu đựng mình nó rộng ra, và mình biết rõ cái trạng thái đó mình như thế nào, để trong một cái trận đấu thực sự mình rơi trạng thái đó mình đã thực sự chuẩn bị rồi. Thì anh nghĩ là mở rộng cái vùng an toàn của mình, thì như Covid xảy ra thì những người mà sống ngoài vùng an toàn mình quá nhiều và họ quen với những đó rồi đó, họ thấy thoải mái với lại những biến cố đó, thì khi nó xảy ra thì họ dễ dàng họ di chuyển hơn là những người mà lúc nào cũng được bảo vệ và không có ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Thì cái đó là cái anh thấy trong cuộc sống. Nói chung là em nghĩ là đấy là một cái điểm mà rất thú vị đấy. Tức là trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, em nghĩ đấy sẽ là một trong những cái key takeaway luôn. Nếu mà ví dụ bạn nào mà đã xem đến thời điểm hiện tại, và em nghĩ là sẽ còn rất nhiều thứ thú vị khác đằng sau đấy. Nhưng mà ít nhất là trong cái câu chuyện, em nghĩ là mình có thể tạm thời wrap up, mình có thể tạm thời dừng cái việc mà nói về câu chuyện phát triển sản phẩm từ cái giai đoạn từ 0 đến 1. Và cái việc mà phát triển sản phẩm nó liên quan như thế nào đến cái trải nghiệm, đến cái
tinh thần hay là đến cái cách thức gọi là của người founder. Nhưng mà em muốn là bây giờ mình sẽ đến cái bước thứ hai như mình cũng có nói từ đầu, là từ một đến dương vô cùng. Tức là mình phát triển sản phẩm mình tất nhiên là mình phải hy vọng nó đến dương vô cùng. Vậy thì tạm em nghĩ là mình sẽ tiếp tục quay trở lại với Vibe G đi, hoặc là Bao La đi. Bởi vì thực ra theo em đang hiểu thì Bao La nó giống như một cánh tay nối dài của những cái ý tưởng hay là những cái điều mà anh ấp ủ với Vibe G. Và nó sinh ra một cách rất là đôi khi là em nghĩ là nhiều khi là Bao La lại sinh ra vì một cái bối cảnh tai nạn con rơi, dịch bệnh, một cái tai nạn, nó là một cái tai nạn. thì bây giờ mình nói về Vibe G và Bao La đấy ạ, thì nếu mà giả sử như tất nhiên là với một founder đi, khi mà mình, em nghĩ là bất cứ khi anh gặp ai đấy, thì người ta sẽ hỏi là thế thì cái tương lai của bạn nghĩ đến cho cái sản phẩm của bạn là gì. Thế thì trong cái hình dung của anh ạ, thì nếu mà bây giờ được nói đến ba thứ đi mà sẽ đánh, giả sử như anh sẽ có một cái Vibe G và một cái Bao La rất là thành công đi, và khi đấy người ta sẽ, thứ nhất, câu hỏi thứ nhất của em là cái thành công của anh nó sẽ đo bằng cái gì, và cái thứ hai là khi mà anh thành công như thế thì theo anh điều gì sẽ là điều mà quan trọng nhất để đóng góp vào cái thành công đấy? Anh nghĩ là cái thành công trong mắt của anh đó là về cái độ rộng của tầm ảnh hưởng. Tức là anh luôn nhìn, để nói rộng ra thì anh luôn nhìn cái thành công không phải là thông qua tiền bạc, mà anh luôn nhìn thành công thông qua cái tầm ảnh hưởng. Vì khi mà một quyết định của bạn mà có thể ảnh hưởng đến hàng triệu, hàng trăm triệu người đó, thì lúc đó là cái việc mà tiền bạc hay không thì nó cũng sẽ xảy ra thôi. Thì anh nghĩ là nên hướng đến cái việc là mình, khi thí dụ như là trong bối cảnh của Vibe G hoặc Bao La nói chung đi, cái thành công của nó diễn ra là khi mình biết là cứ mỗi cái người mà dẫn dắt họ đưa lên đó, thì có thể đem lại giá trị cho rất là nhiều người xung quanh của họ, và những gì họ nói thì có thể thay đổi được lối sống của khá là nhiều người, chẳng hạn như vậy. Thì anh nghĩ là cái thành công của nó diễn ra khi mà mỗi người đăng ký trên, như anh nói về Bao La đi, khi họ đăng ký trên Bao La thì cuộc sống họ có được cải thiện trong đó ngay lập tức, ở nhiều khía cạnh, có thể về thể thao, về lối sống, về thời trang, về sáng tạo, về tự tin, bất kỳ cái gì cho cuộc sống của họ, khi họ bước vào họ sử dụng nó và họ được phát triển ngay tức khắc. Và không chỉ một người mà có thể rất là nhiều người có thể cùng có cảm giác như vậy, thì đối với anh đó là cái sự thành công. Và đó là anh nói tới Bao La. Còn Vibe G thì anh nghĩ là nó hơi khác một chút. Vibe G thì anh nghĩ là cái thành công nó đến khi mà những người mà tham gia những trải nghiệm đó và họ có thể vẽ được bức tranh trải nghiệm cho cuộc đời của họ, họ có thể nhìn lại một năm ngoái và họ nói là ok, năm ngoái tôi đã từng đến đây, tôi đã từng học cái này, tôi đã từng gặp người này, tôi đã có những khoảnh khắc như thế này, giống như một cái review lại cho một năm của họ, cái hành trình trải nghiệm của họ. Thì đối với anh, khi mà họ nhận ra được cái đó và họ thích cái đó, và họ thấy cuộc sống họ được có ý nghĩa hơn khi mà thấy được cái đó, thì anh nghĩ đó là thành công của Vibe G. Thật ra thì đấy, thì em cũng nhân đây em cũng chia sẻ luôn với em, thành công của Spy Room ấy, thực ra nó là em khá là đồng tình với cái quan điểm của anh, là khi mình nhìn thấy những cái giá trị thật mà mình mang đến ấy, thì mình rất là vui. Ví dụ như em làm Spy Room, nhiều khi em vui nhất đôi khi là cũng chả phải vì những cái vấn đề về tài chính hay gì đấy đâu, tại vì thực ra nó vẫn cũng chưa là gì cả, nhưng mà cái vui nhất đôi khi lại là ví dụ như là người dùng này, bạn này quen bạn kia, sau đó cưới nhau. Hoặc là ví dụ chính co-founder của em đúng không, bạn Nga, bạn ấy cũng tìm được chồng bạn ấy thông qua Spy Room. Thì thực sự khi mà mình xây dựng sản phẩm mà để kết nối mọi người với nhau, và tự nhiên mình thấy cái sự kết nối, cái cao nhất của kết nối nó diễn ra ngoài đời thực, nó không phải chỉ còn tồn tại không gian ảo nữa. Mình thực sự cảm thấy rất vui vì điều đấy. Nên mình cảm thấy là thế nghĩa là những cái thứ mình muốn hướng đến nó chính xác. Hoặc là ví dụ khi đôi khi là mình nhìn thấy có bạn này bạn kia, cảm thấy là bạn ấy thay đổi rất nhiều, hoặc là bạn ấy thông qua một cái gì đấy của Spy Room mà nó thay đổi cái tư duy, cái hành vi, và bạn ấy chia sẻ lại với bọn em chẳng hạn. Thế thì đối với em, cái đấy là thực sự cái đấy mới là cái thước đo để mình cảm thấy là mình happy và mình cảm thấy mình đang đi đúng đường. Cái cảm giác đó, nó đối với một founder, nó thật sự khi mình nghe những cái đó mình thấy rất là vui ha. Anh nghĩ là em cũng em rất là vui. Đúng rồi. Vâng, em vui mà. Đấy, mỗi tội là đi ăn cưới thì hơi mệt. Nhưng thôi, dù sao vẫn vui. Ok. Đấy, thì đấy, nhưng mà vừa nãy em có một câu hỏi, phần 2 của câu hỏi là nếu mà ví dụ như để coi như là thành công, nếu mà Vibe G và Bao La thành công như vậy đi, thì theo anh là những yếu tố nào nó sẽ đóng góp vào cái thành công đấy?
Anh nghĩ là cái đóng góp và thành công đó, anh nghĩ có thể là nó đến từ cái việc là có được nhận, mình xây dựng sản phẩm mình theo cách nào đó mà nó nhận được sự tin tưởng của những người mà góp mặt trên đó. Tại vì cả 5G và Bao La đều có một cái bên supply là những người mà đưa những cái nội dung lên, hay là những người mà dẫn dắt những cái nội dung đó. Thì anh nghĩ là cái sự tin tưởng của họ rất là quan trọng với anh. Họ nghĩ là đây là một cái brand, hay là một cái tên, hay là một cái công ty mà họ có thể tin được, để họ có thể là đưa hình ảnh và đưa công sức của họ vào. Thì đối với anh thì cái sự tin tưởng của họ là cái phần rất là quan trọng trong cái việc mà anh thể cấu thành nên hai cái nền tảng này. Cái thứ hai đó là anh nghĩ là có thể đến từ cái việc mà anh cố gắng xây dựng nó theo cách nào đó mà nó gần gũi, và nó cảm giác là nó có một cái mối liên hệ với những người sử dụng nó. Tức là anh thấy thế này, chẳng hạn như là một cái nền tảng như Masterclass, anh hay nói về Bao La như là một Masterclass mà cho không phải cho celebrity mà cho influencer. Thì anh hay nói là với Masterclass á, thì mình học với những người celebrities, những ngôi sao trên thế giới. Anh nghĩ cái đó rất là hay. Cái vấn đề ở chỗ là thông qua những cái đó thì nó vẫn còn thiếu một cái gì đó về cái tính gần gũi và cái sự, trong tiếng Anh nó gọi là relatable, tức là cái cảm giác mà mình thấy mình thân thuộc với cái người đó, hay là mình có thể là cảm nhận mình thấy mình trong đó, thì anh thấy sẽ ít. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái thị trường đặc thù hơn, tức là cái thị trường dưới cái tầng lớp của celebrity hạng A, B, C gì đó, thì tới những người influencer là những người mà gần gũi với cộng đồng họ rất là nhiều, và họ mang cái màu sắc một cộng đồng của họ. Thì anh nghĩ là những người mà theo sát những người influencer đó khi mà họ lên Bao La thì họ thấy cái cảm giác họ gần gũi hơn, và anh đánh giá cao cái đó. Cả trên Vibe cũng vậy, thì họ làm cái gì đó thì họ thấy là họ thấy câu chuyện của họ trong đó, và họ có thể dùng đó như câu chuyện riêng của mình. Thì cái tính gần gũi nó quan trọng với anh lắm, và có thể là cái đó là cái hình ảnh mà sẽ cấu thành một cái sự thành công nào đó cho cả cả hai bên. Ừ. Thật ra em thấy là anh đã bỏ qua một phần rất quan trọng, đấy là con người. Tức là bản chất là đấy, đây là quan điểm của em đấy nhá. Rõ ràng là thực ra một startup, bất cứ hay một công ty nào đấy đi, nó được hình thành bởi những con người, và đặc biệt nhất là đôi khi là nó khởi phát từ người founder, ví dụ như chính anh. Thế thì tại tại sao ý là tại sao anh lại bỏ qua phần đấy? Bởi vì nó không xuất hiện trong đầu anh, hay là ví dụ như là như thế nào đấy, có một cái lý do đặc biệt gì ạ? Anh nghĩ cái đó thì nếu mà nói với lại nhà đầu tư thì anh nghĩ là câu chuyện hay để nói, nhưng mà nói với cộng đồng chung thì anh nghĩ là nó hơi về anh quá. Tại vì khi mình nói tới những con người trong công ty thì nó là những cái tập hợp của những thứ mà rất là internal, nhưng mà những gì anh chia sẻ ban nãy là external, là về những cái người khách hàng của mình. Còn nếu mà về công ty anh thì cũng khá nhiều thứ để nói. Thì anh nghĩ là nếu cho phép anh nói về về internal, những cái thứ mà về công ty anh, thì anh vẫn nghĩ là con người của công ty quan trọng lắm, rất rất là quan trọng. Tại vì họ thể hiện cái văn hóa của mình, họ thể hiện cái tầm nhìn và sứ mệnh của mình, và họ là người có khả năng để thực thi những cái gì mà mình, cả một công ty, tin tưởng vào có thể xảy ra. Thì những gì mà external, những cái gì bên ngoài anh nói như ban nãy với em á, là xây dựng niềm tin với lại những người dẫn dắt, hay là xây dựng được cái sự một cái cộng đồng gần gũi, thì để có đó xảy ra thì mình cũng cần những cái người bên đây, và họ trực tiếp có thể làm được chuyện đó. Thì anh nghĩ là founding team quan trọng, không phải anh đâu mà cả core founder của anh nữa, là những người mà nắm cái chìa khóa tới cái việc là mình có đạt đến cái thành công mà mình muốn hay không. Nếu có gì đó xảy ra thì đúng là tụi anh trách gì chịu trách nhiệm, tại vì cuối cùng đó là quyết định của mình. Và đội ngũ bên dưới nữa, là những người mà phát triển làm việc cho mình, thì anh nghĩ là họ cũng rất quan trọng không kém luôn á. Tại vì cái việc mà họ thấy được họ đang làm gì đó có ý nghĩa nó quan trọng lắm. Con người mình không có một cái goal hay một cái ý nghĩa gì để hướng đến đó, thì mình không lấy được những cái hay nhất của mình. Thí dụ như là em trả lương cho một người nhưng mà bắt họ làm những thứ họ không thích thì họ vẫn sẽ làm đó, vẫn có dành đủ thời gian đó, nhưng mà nó không cái kết quả nó đưa ra nó không hẳn là cái thứ mà có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nó có thể là rất là chỉnh chu nhưng mà nó thiếu một cái chiều sâu, nó thiếu một cái gia vị, nó thiếu một cái trục mà có thể là thay đổi hay là lột xác được những cái gì họ đang làm. Thì đối với anh thì khi mà em cho những người trong công ty mình có một cái sứ mệnh và họ tin tưởng vào cái đó, và thật sự là em chọn những người có thể có cùng cái sứ mệnh đó với mình đó, thì họ sẽ có thể làm và cống hiến nhiều hơn hẳn so với việc là họ được trả lương. Tất nhiên có lương là một cái phần rất quan trọng, và mình trả người ta đủ và nhiều, nhiều đủ cho cái công sức người ta, thì anh nghĩ cái đó là quan trọng không kém. Vâng, nghĩ là đấy là một câu trả lời sách giáo khoa, câu trả lời rất rất sách giáo khoa luôn về câu chuyện kiểu phát triển sản phẩm, phát triển team và cái tầm quan trọng của việc của con người. Em nghĩ là thực ra đặc biệt trong startup thì thực ra khi mà mình bắt đầu mình làm gì có cái nguồn lực gì nhiều hơn ngoài nguồn lực về mặt con người đâu. Thực ra
con người nó là tài sản quý nhất, còn thực ra các nguồn lực khác của mình làm sao mà so sánh với các cái công ty lớn hay là các cái tập đoàn hay là các cái nơi khác được. Thế thì thực sự đấy là lý do tại sao mà em phải đặt ra câu hỏi đấy, bởi vì rõ ràng là trước cái câu trả lời trước của anh thì em cảm thấy như là hình như anh miss cái phần đó, anh quên mất cái phần đó. Thì rất là vui là vì anh đã bổ sung cái phần mà em nghĩ là cũng sẽ rất là hữu ích đối với các bạn nghe podcast này, để các bạn có một cái nhìn rõ ràng và kỹ càng hơn về câu chuyện là mình xây dựng team, xây dựng góc nhìn, xây dựng cái văn hóa làm sao để mình có thể kéo và mình đưa được cả cái ý tưởng, cái công ty của mình đến một hành trình mà nó tương đối là dài. Thì em nghĩ là còn một câu hỏi nữa thôi, em còn một câu hỏi, chắc là một câu hỏi cuối cùng thôi. Bao La hoặc Vibe G đi, Bao La, đặc biệt Bao La thì nó là một nền tảng đối với kết nối influencer và tạo, nói chung là sẽ leverage, tức là tận dụng cái sức mạnh của những người có tầm ảnh hưởng. Thế thì đã bao giờ anh Chí nghĩ rằng là anh cũng sẽ trở thành một influencer không? Bởi vì nếu mà anh là một influencer đi thì có thể là thứ nhất là anh đóng góp được nhiều hơn vào cái nền tảng này, và thứ hai là anh có thể dùng chính cái tầm ảnh hưởng của mình để thu hút thêm những cái influencer khác. Thì có bao giờ là cái đó là một cái suy nghĩ trong anh không? Bởi vì ví dụ như với em thì em chia sẻ trước là với em nó hơi khác. Chẳng hạn như là với em khi em làm Spire Room, thực ra em không có mong muốn, không có ý định để trở thành một người nổi tiếng hay gì vì làm Spire Room đâu. Em thực ra em thích influencer theo kiểu là làm ca sĩ kiểu thế, nghe rất là linh tinh. Nhưng mà với em ấy thì em cảm giác là tôi muốn low key một chút, và tôi làm một cái bệ đỡ, một cái bệ phóng để tôi làm sao để những người bình thường họ cũng có thể gọi là trở nên nổi tiếng hơn, hoặc là họ có thể trở nên tức là những thứ họ chia sẻ có thể đến được nhiều người hơn khi mình làm một cái bệ phóng, mình low key ở phía dưới. Thì đấy là quan điểm của em nhé, và em cảm thấy happy hơn nếu em làm được điều đấy. Thế còn với anh, với anh thì sao? Với anh thì anh gần đây mới nhận ra là ngày xưa anh rất là không thích sự chú ý tới mình, vì anh nghĩ cái đó là có gì đó sai sai khi mà mình để người ta chú ý tới mình nhiều quá. Ngày xưa anh có một cái gì đó, một cái hidden commitment, tức là một cái gì đó trong người mình mà cho mình không muốn show mình ra thế giới bên ngoài, và mình không nghĩ là mọi người nên nghe gì từ mình. Thành ra là anh không có social media, thậm chí là tới đầu năm nay mới sử dụng Facebook lại, và anh mới mở public mấy channel của anh trên mạng. Thì anh thấy thế này, tức là sau một thời gian anh nhận ra là cái việc không thích cái sự chú ý tới mình có thể là một cái shadow của mình, là một cái bóng đen, bóng đen của mình. Nếu mọi người chưa rõ về cái khái niệm shadow và bóng đen thì có thể đọc thêm về nó thông qua Cao Dung. Thì anh nghĩ cái đó là một cái phần rất là hay, đó là những tính cách chìm của mình mà mình chối bỏ nó. Thì sau này thì lúc mà cái thời gian dịch của mình á, anh mới không có gì làm, tại vì làm việc xong một ngày buổi tối cũng không ra ngoài được á, và nó tiếp diễn mấy tháng như vậy thì anh mới nghĩ là nên làm gì đó buổi tối cho nó vui. Cuối cùng thì em làm cái podcast riêng của anh, và khi mà làm podcast riêng của anh á thì em mới nhận ra một điều, đó là mình cũng thích cái sự chú ý tới mình chứ không phải là không. Ngày xưa mình chối bỏ nó thôi, nhưng mà sau này mình nhìn kỹ lại mình thích, thì em mới nghĩ là ok, nếu vậy em cứ làm thôi, tại sao mình phải giới hạn mình trong một cái hình ảnh cố định nào đó. Thì anh mới bắt đầu đẩy mình cái social channel ra làm podcast hơn, thì cái podcast của mình nó tự nhiên người ta biết đến nhiều hơn, nó là cái bể phóng. Lúc đó anh thấy nó cũng khá là thú vị, và anh mới nhận ra là mình không ghét cái spotlight như vậy, mà mình cũng enjoy nó, mình cũng thích nó, mình thích những cái attention, những sự chú ý tới mình. Và sau đó thì thấy cái đó cũng không có gì, không có vấn đề gì hết, nó có thể là nó giúp mình nhiều hơn nữa. Thì như em nói thì cái personal branding của mình cũng, nó cũng có cái phần quan trọng của nó. Tại vì trước khi lúc mình kinh doanh á, thì cái việc mà để người ta biết tới mình hay là người ta tin tưởng mình á, nó cần phải có để mình có những cái sự hợp tác mà nó mang tính dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Thì thông qua cái podcast anh hay là những cái channel của anh á, thì một số người biết, và họ biết anh là ai, và họ biết là người này thì cũng làm cái gì đó tốt, thì anh tạo được cái sự tin tưởng với những đối tác của anh. Thì nó cũng vui là một phần. Sau đó cái podcast anh thì sau một thời gian thì anh gặp một số đối tác lớn, thì thậm chí là mấy những người như marketing manager của một công ty đó thì họ cũng từng nghe podcast của anh. Thì nó giống như là nó mở cánh cửa cho mình, sẵn cho mình. Ngày xưa thì mình phải tới mình gõ cửa, mình chờ, và họ có quyền mở hay không. Sau này thì cánh cửa nó luôn mở, nó hé ra cho mình trước, thì nó dễ dàng cho anh để tiếp cận và phát triển cái việc mình kinh doanh hơn. Thì anh có nghĩ là anh cũng không chối bỏ cái việc là cái personal branding và cái
cái tầm ảnh hưởng của mình nhất định trong cộng đồng của mình nó đem lại cho mình nhiều thứ và nó có ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp của mình. Anh không chối bỏ cái đó, nhưng mà cái việc mà anh thích nó hay không á, thì anh nghĩ anh vẫn đang có một cái gọi là một cái sự phân tách giữa cái việc thích hay không. Một phần á, thì anh thấy thích vì nó tạo cho mình một cái credential, một cái niềm tin nhất định cho mọi người. Nhưng cái phần thứ hai là anh thấy đôi khi cái đời tư của mình nó bị phô bày quá và anh không thích cái đó. Có thể là không phải anh không thích mà anh chưa quen với cảm giác đó thôi. Thì anh nghĩ là để cái tương lai anh trả lời, tại vì again anh rất là hiện sinh, thành ra là anh không chắc là sau này mình sẽ thấy nó là cái thứ đúng với mình hay không. Có thể là thực sự là những cái thứ mà cái định mệnh hay là những cái gì thuộc về mình nó muốn như vậy rồi, chỉ là bây giờ mình chưa quen thôi. Thì anh nghĩ chắc là thêm một thời gian nữa anh sẽ trả lời được. Vâng, em nghĩ là đấy là với em thì em cũng có khá nhiều cái điểm đồng tình và đồng cảm với cái chuyện đấy. Tức là đối với em thì thực ra nếu mà nói là làm Spire Room bây giờ mọi người biết mình không thì em nghĩ cũng nhiều người biết. Mọi người cũng đi ra ngoài đường cũng kiểu mọi người cũng nghe podcast Spire Room này, hay là nghe giọng này, hay là cũng biết về Spire Room cũng nhiều. Nhưng mà thực ra kiểu cái đó đối với em nó đến như một cái tự nhiên thôi. Tức là mình không plan ra chuyện đấy. Mình không lên kế hoạch là mình sẽ phải như này, mình sẽ phải thế kia. Mà thực ra mình làm vì mình phải làm. Và mình làm vì vì như giống như anh nói, nó sẽ mở ra những cánh cửa và nó sẽ mở ra những thứ mà nó sẽ tốt. Không phải bởi vì khi mà xây dựng công ty đến một cái ngưỡng nào đó thì nó không phải là vấn đề về chính mình nữa. Với em sẽ suy nghĩ như thế. Nó không phải là về mình mà nó là về rất nhiều người khác. Những người khác đấy có thể là những người ở trong công ty này, và thậm chí là ở ngoài công ty, những người trong cộng đồng mà những người tin tưởng và ủng hộ phát triển. Ví dụ như Spire Room, những người viết bài này, hay là những người dùng hàng ngày vẫn đang đọc bài, viết bài rồi tương tác ở trên Spire Room, thì em nghĩ là đến một cái thời điểm nào đấy có thể là cái việc mình, cái quyết định của mình ấy, đôi khi mình phải nhìn rộng ra một tí, nó không phải về vấn đề cá nhân của mình nữa mà nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Thì em nghĩ là cái đó nó sẽ là một trong những cái gọi là gì nhỉ, kim chỉ nam để mình đưa ra được những quyết định sáng suốt. Và mình không chối bỏ những thứ mà như anh nói là nếu mà mình thực sự chối bỏ thì đôi khi nó lại tạo ra cái rào cản, và đôi khi nó tạo ra cái lực cản để cho cái sản phẩm hay là cái vision, cái mong muốn của mình nó bị chặn ở một cái thời điểm nào đó. Thì cá nhân em cảm thấy rất là vui vì cũng có những cái sự đồng cảm, và thực sự đúng là ngày hôm nay cái buổi nói chuyện của mình em thấy là nó có rất là nhiều điểm tương đồng, và em cũng rất hy vọng là trong thời gian sắp tới anh em sẽ có nhiều cái cơ hội, nhiều thời gian hơn để mình chia sẻ. For sure. Và mình nói những cái vấn đề sâu hơn, thú vị hơn. Có thể em lại podcast của anh chẳng hạn luôn. Hôm sau em lại sang chia sẻ. Yeah. Ok. Đó là tất cả những câu hỏi của em. Nhưng mà mình ở trên podcast Người Trong Môn Nghề thì bọn em có cái mục gọi là Newbie Hỏi Old School Trả Lời. Và trong đó thì có rất nhiều bạn đã đặt câu hỏi đến chương trình, và đặc biệt là gửi đến cho anh Chí. Thì trong đây có một câu hỏi em nghĩ là sẽ rất thú vị. Em xin phép là được hỏi anh, và hy vọng là anh sẽ giúp bạn trả lời. Ok. Đây là câu hỏi của bạn Họa Tình. Em xin hỏi rằng làm sao để tìm được điểm chạm, nơi giao hòa được giữa công việc, sở thích có phần thuộc những phạm trù khá là xa nhau như anh. Bởi vì anh không chỉ là một kỹ sư phần mềm nhá, thiết kế website, nó là một công việc mà bạn ấy coi là khá là khô khan. Anh lại còn là một rapper trong lĩnh vực nghệ thuật, và hơn thế thì anh còn đam mê triết học, là một lĩnh vực trừu tượng. Liệu là chính cái sở thích đa dạng phong phú này thì có góp phần giúp anh phát triển những công việc của mình hay không, hay là chúng sẽ phân tán đi nguồn lực ạ? Em cảm thấy mình như là một con người ba phải, thích mỗi thứ một ít. Em thích dịch truyện, đọc sách, thích vẽ hoạt hình, thích chơi nhạc cụ vân vân, và em thì học kinh tế. Em cũng rất mong muốn có thể tìm được một điểm giao thoa phù hợp cho các sở thích của mình. Anh có thể cho em một số lời khuyên nào không ạ? Em cũng đã suy nghĩ đến việc buông bỏ một số thứ nhỏ cho những thứ quan trọng hơn, vì đời đâu có hoàn hảo cho ta chọn, anh nhỉ? Bạn này chắc là fan của anh rồi, bởi vì cái cách thức đặt câu hỏi, cách thức em thấy là có một cái gì đấy khá là anh nghe thấy dễ thương ghê luôn. Cảm ơn câu hỏi của bạn Họa Tình, đúng không? Họa Tình. Vâng, Họa Tình. Anh thấy câu hỏi khá là hay á. Anh nghĩ là đây là câu hỏi mà anh có thể trả lời rất là tốt, tại vì anh thấy bản thân mình trong đó, như vậy anh có nói là nó giống với cái cuộc sống của anh. Anh thấy thế này nè, những thứ mà bạn nói có vẻ là nó khác xa nhau nhưng mà nó không khác tới vậy đâu. Thí dụ như là võ đi, nó là martial art, là art, nó là nghệ thuật. Âm nhạc rap là nghệ thuật. Lập trình bản thân nó cũng mang tính nghệ thuật trong nó.
triết học. Thực ra nếu mà mọi người đã biết triết thì nó cũng là trong School of Art thôi, nó cũng mang tính trừu tượng và nó cũng khô khan như vậy. Thực ra anh thấy những thứ mà anh thích nó cũng có điểm tương đồng, là nó mang tính gì đó rất là trừu tượng, mà nó mang tính nghệ thuật trong đó. Nó đều có sự liên quan tới nhau. Thành ra là anh nghĩ là vì chính là vì cái người anh thích những gì đó bay bổng, trừu tượng và nó mang tính nghệ thuật, thành ra là anh thích làm những thứ đó. Và nếu mà mình nhìn cái ngọn thôi đó, thì mình thấy đó là những cái lá khác nhau nhưng mà nó cùng một cái cây, thì anh nghĩ là nó không khác tới vậy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là anh nghĩ nó không phân tán nhiều nếu mà thực sự là mình nuôi dưỡng nó trong những nhiều năm khác nhau. Chẳng hạn như rap đi, anh không phải là rapper chuyên nghiệp, anh rap cho vui, nhưng mà vì anh đã dành 15 năm để anh làm cái đó thì dĩ nhiên là mình cũng có một số cái expertise, là những cái trình độ mà nó tốt hơn so với một số người mới bắt đầu. Dĩ nhiên anh biết một số rapper mà rap 1-2 năm mà họ lên rap việc họ thi rất là giỏi, thì anh không nói đó là cái talent nha. Còn anh nói đây là cái việc mà đôi khi một tuần có thể anh dành ra 1-2 tiếng gì đó, anh ngồi anh viết chơi, anh thu lại, anh cũng chẳng cần đưa cho ai coi ai nghe của mình hết, mà cứ viết. Thậm chí là sau này cái thời gian dịch vừa rồi anh thu những cái bài mà anh viết năm 2023-2024, tức là gần 10 năm trước rồi, anh viết demo mà anh chưa bao giờ thu, anh thu lại anh để trên lên SoundCloud của mình. Thì anh nghĩ cái đó là cái hành trình dài và nó không phải là tốn thời gian của em như kiểu một tuần em bắt buộc phải làm nó, nhưng mà có thể là đôi khi em chán có thể lấy ra em làm, thì tự nhiên sau một thời gian mình thấy mình đã tích lũy khá nhiều thứ về nó. Võ cũng vậy, võ thực ra nó cũng một phần, anh nghĩ việc anh tập cũng biết là không phải là mình cứ ngày nào cũng phải đi tập như đánh chuyên nghiệp đâu, mà đôi khi một tuần mình tập vài ngày, hay là mình cứ vào gym có thể đánh bao cát một hai vòng hay gì đó, thì nó cũng đủ để cho mình nuôi dưỡng những cái đó. Về triết học thì nghĩ là nó chỉ vấn đề là đọc sách thôi, thay vì một số người thì thích đọc fiction thì anh thích đọc những cái non-fiction, và nhất là những cái thứ mà liên quan tới cái đó, thì nó đều là những cái lifestyle của mình. Và sau một thời gian mình đang nói tới việc là 5, 7, 10 năm thì tự nhiên nó biến thành những thứ mà mình có được một cái foothold, tức là mình có được cái chân đứng ở trong những cái lĩnh vực đó, mặc dù mình không tới cái tầm chuyên nghiệp hay là bán chuyên gì đâu, nhưng mà nó vẫn đủ để mà mình thấy là nó là một phần nuôi dưỡng mình và đi chung với mình. Thì trở lại câu hỏi của em thì anh thấy nó không phải là ba phải đâu, anh nghĩ cái đó là cái thực sự là nếu mà em đã chọn em làm nó, tức là em thực sự là có hứng thú về nó, sâu thẳm trong em biết là em có hứng thú về nó, và anh nghĩ là cứ nuôi dưỡng nó thôi cho mình. Ngoài công việc chính, có thể em làm về kinh tế, có thể sau này em sẽ làm những cái thứ liên quan tới tài chính nhiều. Nhưng mà đừng có quên là ngoài đó ra thì có những cái gọi là, anh gọi nó là creative outlet, tức là những cái lối thoát về về sáng tạo riêng cho mình để nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Và cái đấy anh thấy rất quan trọng luôn nha, quan trọng trong cuộc sống hiện đại lắm. Một số người không có creative outlet và con người họ có rất là khô khan, và ý nó khô khan ở đây là họ không có thể chạm vào những cái tính cách mà họ có thể hoàn toàn có thể làm được. Thì anh thấy là nên có cái đó, nó giúp cho mình vượt qua được những cái vấn đề về stress hay là bị khó khăn trong cuộc sống, rất là quan trọng. Em cũng đồng tình quan điểm đấy, bởi vì với em cũng là một người em nghĩ em cũng làm khá nhiều thứ linh tinh cùng lúc, và em cũng rất là đồng tình với việc là ok, mình quan trọng ở đây là mình làm đường dài, chứ còn ngắn hạn thì miễn là bạn đừng có đánh đổi, tức là kiểu gọi là đưa ra những cái đánh đổi mà trong ngắn hạn mình cảm thấy là nó không make sense và mình không chịu trách nhiệm về cái đánh đổi đấy thì mọi thứ là tốt, chứ không phải ba phải gì. Bởi vì với em thì em luôn quan niệm này, giống như kiểu mình đi làm bình thường ấy, thì nó là một hoạt động trí óc mà mình tập trung hướng vào một hướng rồi. Thế khi mình đi, anh tập võ thì anh cũng biết là khi mình chẳng hạn lên đài mình đấu cái gì đấy thì lúc đấy mình chả suy nghĩ gì về các cái vấn đề lo toan của mình nữa, mình chỉ nghĩ làm sao để không bị ăn đòn, không bị đọc eo là tốt, vâng, không bị ăn đòn. Thế thì rõ ràng là lúc đấy thực ra là mình đang luyện tập thể chất, nhưng ngược lại mình lại thư giãn và mình thả lỏng cái tinh thần của mình lại được thoải mái ra để mình nạp lại năng lượng, mình chuẩn bị cái khác. Hoặc là kể cả câu chuyện khi mình sáng tác hay mình làm nhạc hay mình hát, nó cũng như vậy. Thế nên là em nghĩ là cái việc thực ra khi mà mình phân bổ thời gian cho những cái hoạt động đấy, thực ra nó lại là một cách nghỉ ngơi, gọi là chủ động. Đúng rồi. Em sẽ luôn nhìn nó là một cách nghỉ ngơi chủ động, chứ không phải là tôi đang phí thời gian vào những thứ mà nó chẳng dẫn đến đâu cả. Nó dẫn đến hay không thì nó phụ thuộc vào việc bạn muốn hướng đến cái gì. Nếu thực sự bạn muốn là tất cả mọi thứ, bạn phải chuyên nghiệp, bạn phải thành cao thủ, bạn phải là kiếm tiền được từ nó, thì em nghĩ là khó. Đúng rồi. Thì đúng là khó thật. Trừ vì bạn cũng phải có một cái năng lực gì đấy rất là đặc biệt. Còn nếu mà bạn thực ra bạn chỉ hướng đến là tôi muốn trở thành một người có khả năng trong lĩnh vực đấy, tôi hiểu được, tôi cảm thụ được, tôi cảm thấy là vui vẻ với những cái thứ mà tôi biết và tôi học được mỗi ngày,
thì em nghĩ là mọi thứ nó sẽ tốt thôi, nó nhẹ nhàng. Và mình suy nghĩ như thế thì mình sẽ có một cuộc sống em nghĩ là nó sẽ nhiều màu sắc và nó vui vẻ hơn. Đúng rồi. Đó thì ôi không biết là cái này thì nó là suy nghĩ cá nhân của em thôi, thì bạn họa tình có thể là bạn có thể gọi là anh thấy em bổ sung lắng nghe cũng được không? Anh thấy em bổ sung khá là tốt cho ý của anh đó. Anh nghĩ nếu mà anh có thể bổ sung một cái gì đó nhỏ nữa thôi, anh có thể nói là cuộc sống của mình, nếu mà mình cho mình có những cái điểm tựa, tại vì anh biết là một số người có đạo, và đạo là một cái nơi để mình ngã vào rất là tốt khi mình có biến cố hay là mông lung cái gì đó trong cuộc sống. Nhưng mà anh là người vô thần, anh không có những cái nền tảng về về đạo từ nhỏ luôn, thành ra là lúc những lúc mà anh kiếm tìm những cái nơi để tựa vào á, tại mình đang cần cái điểm tựa của mình nó phải lớn hơn mình, đúng không, nó phải transcendent, tức là nó phải siêu hình hơn một chút, thì anh không có, thì anh chọn nghệ thuật tính là cái nơi để anh tựa vào khi mà anh có vấn đề. Thì nghệ thuật đó có thể là thông qua âm nhạc, có thể là thông qua việc mình làm nhạc, có thể thông qua võ, tại vì võ thực sự là cái phần mô tả những cái chuyển động của mình và năng lượng của mình, mình đẩy nó ra ngoài, thì nó một điểm tựa rất là tốt. Thì nghĩ những cái thứ xung quanh đó là những thứ mà anh nghĩ là con người có thể dùng được để mà vượt qua những cái vấn đề, nếu mà không có cái gì để dựa vào. Thì trải nghiệm riêng của anh thôi, thì anh dùng nghệ thuật để mà anh tựa vào. Có thể là các bạn có thể lựa chọn những cái điểm tựa khác, và những ai có đạo rồi thì có thể là té vào đạo, nhưng mà anh té vô nghệ thuật không ạ? Anh cũng khá giống em cũng nghệ thuật. Nói chung là đối với em nghệ thuật nó cũng là một phần rất là quan trọng cho cuộc sống, nó cân bằng cuộc sống mình rất là nhiều. Chính xác. Em nghĩ là mình đã có một cái buổi trao đổi cũng rất là nhiều các cái gọi là rất nhiều khía cạnh được đề cập đến, nào là câu chuyện khởi nghiệp, startup, phát triển công ty, cho đến những câu chuyện về nghệ thuật, về cân bằng cuộc sống, về võ thuật, nói chung về đủ các thứ. Vậy thì để tổng kết lại cái buổi ngày hôm nay đi, nếu mà có một cái lời khuyên nào cho các bạn khán thính giả nghe chương trình podcast Người Trong Môn Nghề, nó là lời khuyên cuối cùng trong cái buổi, trong cái số ngày hôm nay, thì đó sẽ là gì ạ? Nếu mà anh có một cái lời khuyên thì anh nghĩ là có cái từ mà nói từ lúc đầu của podcast á, anh nói cái chữ dũng khí á, courage, cái chữ đó quan trọng lắm. Carl Jung hay Nietzsche có nói về cái gọi là cái hero archetype, là cái hình mẫu người anh hùng. Anh có hay nhắc tới cái này ở trong podcast của mình và anh nghĩ nó rất là quan trọng. Tức là cái hình mẫu người anh hùng này á, là một cái người mà có một cái tiếng gọi từ tâm can của mình để đi đến một hành trình để diệt con rồng. Và cái đó là nó xuất phát từ bên trong, chứ không ai bắt người ông đó phải làm hết. Và thông qua hành trình diệt con rồng đó thì ông trở về và lột xác. Thì anh nghĩ trong cuộc sống mình nó cái đó cái hình tượng của cái courage, tức là mình không có ai bắt mình phải làm cái đó, mình cũng không có đủ điều kiện là mình có làm được cái đó hay không. Giống như cái người giết con rồng, ông cũng không biết ông giết được hay không nữa, nhưng ông vẫn phải đi bởi vì đó là tiếng gọi của mình. Thì anh nghĩ cái courage, cái dũng khí trong cuộc sống quan trọng lắm, để nó làm cho bạn có khả năng để mà làm những thứ phi thường hơn rất là nhiều. Và cái courage này, cái dũng khí này nó đến từ rất là nhiều thứ, và đôi khi nó cần phải được chu rèn. Một số người thì may mắn hơn là khi họ lớn lên á, là họ được gia đình đốc thúc hay là gia đình ủng hộ, tức là gia đình ủng hộ cho những cái việc mà họ thoát ra và để làm những thứ khác. Một số người thì bị gia đình ngăn chặn không cho làm cái này cái kia, và mỗi lần họ làm sai thì bị trừng phạt chẳng hạn như vậy, thì họ lại mất đi cái dũng khí đó. Thì anh nghĩ là nó tùy giữa mỗi người thôi, và anh nghĩ là bất kỳ thì mình có những trải nghiệm trong quá khứ như thế nào thì cũng nên truy rèn cho cái mình có cái dũng khí để mình làm những thứ thực sự là nó nằm ngoài vùng an toàn của mình, cho mình mở rộng vùng an toàn ra và có thể là đi xa hơn trong cuộc sống, đi rộng hơn và có thể là làm nhiều thứ hơn. Cảm ơn anh về lời khuyên, em nghĩ là vừa xúc tích ngắn gọn nhưng mà lại rất mang rất nhiều thông điệp. Em nghĩ là nó có đủ gọi là chiều sâu nữa. Nó là một lời khuyên mà không phải là mình có những lời khuyên mà nó trôi đi, nhưng mà em nghĩ là cái lời khuyên của anh nó sẽ đọng lại rất nhiều và nó sẽ có rất nhiều tầng nghĩa để các bạn suy nghĩ. Em rất vui là ngày hôm nay là đã được mời anh Chí chia sẻ về cái hành trình của anh và chia sẻ về cái công việc cũng như là con người của anh. Em nghĩ là đó là một cuộc nói, hôm nay là một cuộc nói chuyện mà em rất là enjoy, em cảm thấy rất là thú vị và rất hy vọng là trong thời gian sắp tới, tương lai, biết đâu anh em mình lại có nhiều những cái hoạt động khác, thậm chí là hoạt động giữa VibeG và Spy Room, không phải là với giữa cá nhân anh em mình nữa, bởi vì em nghĩ là anh em mình chia sẻ rất nhiều những cái giá trị mà em thấy là tương đồng và những cái giá trị hướng đến những cái điều tốt đẹp. Thì thay mặt cho ekip của chương trình, em xin cảm ơn anh là hôm nay đã dành thời gian để có thể chia sẻ và thảo luận với em về cái hành trình của mình. Và em cũng rất là hy vọng là các bạn khán thính giả nghe chương trình podcast Người Trong Môn Nghề ngày hôm nay, các bạn nghe đến đây
thì cũng đã thu được cho mình những cái kiến thức hay là những cái suy nghĩ, những cái suy tư mà em nghĩ là nó sẽ rất là tốt cho các bạn nếu các bạn, kể cả trong không chỉ là các bạn đang có dự tính về câu chuyện là startup khởi nghiệp, mà đôi khi là giúp các bạn trở thành một con người tốt hơn, hoàn thiện hơn và đa màu sắc hơn thôi. Thì rất là cảm ơn anh một lần nữa, và xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Việt Anh rất nhiều, anh rất vui vì đã nói chuyện với em. Chào tạm biệt các bạn.